Lời Phật dạy, khi khó khăn, hãy nhớ kỹ, hiểu rồi khổ mấy cũng qua. Khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy. Khổ đau là người bạn chân thực, không giấu giếm, khoe khoang, không màu mè, kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta, phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình đang theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không. Hoạn nạn cũng vậy. Nó đã dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thực, còn đâu là chân giá trị của cuộc sống. Chỉ có ai trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp gió hiền. Tất nhiên không ai muốn mình bị đau khổ và luôn tìm mọi cách để tránh né chúng. Nhưng đôi lúc, chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại, để đánh giá cuộc sống của mình. Những người đạt đến đỉnh cao hạnh phúc trong đời sống là những người biết hướng tâm nhiều về tâm linh và thường không quan tâm nhiều đến vật dục. Mỗi ngày chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh lớn bên trong nội tâm. Đó là cuộc đấu tranh giữa thể xác và tâm linh. Thể xác là nơi phát sinh những đam mê vật dục mà mình sinh ra đã có sẵn từ trong con người, hay mình đã tạo tác trong quá khứ. Đau khổ thường xảy ra khi vật dục không được đáp ứng thỏa đáng, và tâm linh thì cứ tiếp tục đòi hỏi thêm mãi, có nghĩa là thân và tâm không được hòa hợp bình an. Có một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: "Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn, thức ăn khoái lạc, mọi thứ giải trí." Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng có một ngày kia, anh đâm ra chán nản với tất cả mọi thứ và cho gọi người hầu đến và nói: "Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?" Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp: "Xin lỗi ngài, đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn theo yêu cầu của ngài. Không có việc gì làm ở đây cho ngài cả." Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn quát lớn: "Thật là hay chưa? Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục." Người hầu đáp nhẹ nhàng: "Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?" Theo như câu chuyện cho thấy, nếu sống ở đời mà không có khổ đau thì đời người thật là trống vắng và buồn chán. Điều đáng nói ở đây là tại sao đau khổ lại cần thiết trong đời sống? Đau khổ sẽ mang lại lợi ích gì mà mình cần đến nó? Nếu chúng ta tư duy cho kỹ, sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế, tức là sự thật về khổ, là một trong bốn sự thật, tức là tứ đế, trong bài giảng đầu tiên, Chuyển Pháp Luân. Tại sao Đức Phật không khởi đầu bằng đạo, có nghĩa là sự thật về đạo? Nhớ lại lịch sử khi Đức Phật còn là Thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa một ai cả. Như lời ông Sa Nặc đã trả lời: "Hễ làm con người tức là phải có bệnh, có lão già, có tử. Không ai có thể tránh khỏi." Ngài lại càng ngạc nhiên thêm khi thấy hầu như ai cũng mặc nhiên chấp nhận sự thật này và không thể làm một cái gì đó để tránh né. Khổ đau là đầu mối khiến Thái tử Siddhartha ưu tư không dứt và là một trong những nguyên nhân khiến ngài quyết tâm cầu đạo giải thoát. Nếu tôi nhớ không lầm, thì trong một đoạn kinh văn có mô tả, sau khi Đức Phật giác ngộ, ngài bèn lên đường trở lại núi tuyết để giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như.
như Ngài đã hứa trước khi xuống núi. Trên đường, Ngài có gặp một hành giả du già khổ hạnh. Vị hành giả này thấy Phật tướng hảo, nhưng lại quá sạch sẽ, gọn gàng, trông không giống một vị du già sư, bèn hỏi: Ngài là ai? Tu hạnh gì? Sao trông nhẹ nhàng tự tại vậy? Đức Phật trả lời: Ta là Phật, là bậc giác ngộ, đã thấu rõ mọi lẽ sinh diệt của tất cả các pháp trên thế gian, nên không còn luân hồi sinh tử nữa. Vị du già sư nghe xong, quay lưng bỏ đi. Ông vừa đi vừa lắc đầu, không tin. Và trong đôi mắt có vẻ thương hại Phật, vì ông nghĩ rằng Phật đã mất trí nên mới dám xưng tụng mình như vậy. Câu chuyện cho chúng ta thấy, nếu Phật chỉ nói về sự giác ngộ của Ngài, thì có lẽ không ai có thể hiểu nổi được. Ngài nói cái gì? Cái mà chúng ta kinh nghiệm nhiều nhất đó là đau khổ. Và chính vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta cách nhìn thấy sự thật về đau khổ để tìm con đường diệt khổ. Sự thật mà nói, dù chúng ta đã trải nghiệm nhiều về đau khổ, nhưng phần nhiều, chúng ta chỉ biết sợ khổ và hầu như ít khi nào học được gì từ nhiều đau khổ. Bằng chứng là chúng ta luôn chạy theo vật dục để kiếm tìm hạnh phúc và cố tránh né càng nhiều càng tốt tất cả những gì mang lại khổ đau. Thậm chí, mình phát tâm tu cũng là vì sợ khổ. Thế mà, oải oăm thay, mình lại cứ đụng phải khổ đau hoài. Giông bão đời người chẳng chừa bất cứ ai. Nhưng nỗi đau biểu hiện trong đôi mắt hay trên làn môi có thấm vào đâu so với nỗi đau chúng ta giấu kín tận đáy lòng. Trước nỗi đau tột cùng ấy, tâm chúng ta chợt bừng sáng, để chúng ta thoát nhân đại ngộ, tìm được niềm an lạc tràn ngập trong tâm hồn. Mà trong kinh Đức Phật dạy, phiền não tức bồ đề. Con người sinh ra hiện hữu trên cuộc đời này có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau khổ khác nhau, nhưng chung quy không ngoài hai thứ. Thứ nhất, đau khổ về tinh thần. Do hoàn cảnh bên ngoài tác động, như làm ăn thất bại, người khác ganh tị, quấy nhiễu, chồng ngoại tình, con bất hiếu, ăn chơi trác táng, nghiện xì ke, hút chích, hay nghĩ tới những hiện tượng thiên nhiên như bão lụt, động đất, sóng thần mà băn khoăn, làm cho tinh thần người ta bất an, lo lắng, sợ hãi ngày đêm. Thứ hai là đau khổ thân thể. Bị bệnh tật hành hạ dày dò, bị đánh đập hay bị tai nạn khiến cho thân thể đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả những nỗi khổ ở cõi ta bà này ai cũng đếm trải qua. Nếu chúng ta không hiểu Phật Pháp, không biết tu tập thì than thân trách phận. Có người tìm đến cái chết, có người tìm cách báo thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình. Nhưng chúng ta càng oán hận thì vết thương lòng càng sâu, nào có ích gì. Còn chúng ta biết tu học, có thực hành theo lời Đức Phật dạy, làm chất liệu trong cuộc sống, hiểu rõ nhân quả báo ứng, chỉ tự trách mình, nên biết chuyển hóa nỗi đau khổ thành giải thoát an lạc ngay trong cuộc sống. Điều mà Đức Phật đã thuyết giảng suốt cuộc đời giáo hóa của Ngài. Lúc này, chúng ta như đóa sen thơm ngát, vươn lên từ bùn lầy nước động, nở hoa, tô thắm giữa cuộc đời. Thực ra, khổ đau không phải lúc nào cũng là tiêu cực, đáng chán, đáng sợ. Ngược lại, có nhiều lúc chúng ta cần có đau khổ để thức tỉnh bản thân. Như vậy, đau khổ là một vị thầy nhắc nhở chúng ta phải biết hồi đầu hướng thiện. Cho nên, trong hai câu đầu của 10 điều tâm niệm, Phật dạy, câu thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Phật dạy rằng, khi mình thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ trực tiếp, chúng ta ngay lập tức buông bỏ, cũng giống như
khi mình cầm lên cái chảo sắt đang nóng bỏng sẽ khiến mình rút tay lại. Khi chúng ta cảm thấy cái đau khổ cùng cực, mình sẽ muốn được giải thoát khỏi chúng ngay, vì mình học được từ tuệ giác nằm bên trong mỗi kinh nghiệm, đặc biệt là càng thống khổ thì tuệ giác càng sâu. Nhờ có chánh tri kiến, chúng ta thấy rằng ai cũng cần có khổ đau, vì khổ đau là một liều thuốc đắng giúp trị lành những căn bệnh bất trị. Chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là một cái gì thật đặc biệt. Ai cũng đã từng trải nghiệm khổ đau, bất kể kẻ sang người hèn. Cứ mỗi lần kinh nghiệm với khổ đau, chúng ta lại thấy được nhiều điều giá trị. Và nếu chúng ta biết dừng lại, quán chiếu những kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ tìm thấy tuệ giác ngay chính trong kinh nghiệm khổ đau đó. Do đó, khổ đau không còn là kẻ thù, mà có thể nói là một người bạn. Tuy khó tính, nhưng rất chân thực, mà ai cũng cần phải có để giúp mình tu tập chuyển hóa. Vì thế, chúng ta phải cảm ơn đau khổ. Nhờ đau khổ mà tâm của chúng ta rộng mở nhiều hơn, biết quan tâm, chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh và có cơ hội để chúng ta tu tập hạnh nhẫn nhục. Đau khổ là con đường mà ai cũng phải trải qua. Chỉ có khác nhau giữa kẻ mê và người ngộ. Mê thì trầm luân sanh tử, ngộ thì thấy được niết bàn giải thoát, an lạc. Đau khổ, chướng ngại và sai lầm thực sự rất hữu ích đối với cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể học hỏi từ chúng rất nhiều, và nếu không có chúng, sẽ không có thành công. Khi bạn khó khăn và cố gắng để tìm ra hướng giải quyết, thì ngay lúc ấy, bạn sẽ khám phá ra năng lực và sức mạnh bên trong của bạn. Vì vậy, chỉ khi nào trải qua đau khổ, bạn mới có thể trưởng thành thực sự. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta mong đợi, mà đó là một loạt những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Có khi bạn thành công, nhưng cũng lắm khi bạn thất bại. Có bao giờ bạn thầm cảm ơn những thất bại ấy, cho dù chúng đau đớn như thế nào đi nữa? Tôi tin chắc là có, vì chính những vấp ngã, thất bại ấy đã giúp bạn trưởng thành được như ngày hôm nay. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành. Cầu dòng sau mưa mới là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất. Có một câu chuyện như thế này. Hôm trước khi con chuẩn bị tốt nghiệp đại học, người bố dắt con trai đến trước một bức tường và nói với con: "Giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua không?" Cậu con trai liếc vào bức tường và trả lời: "Không có vấn đề gì với một bức tường thấp như vậy." Kết quả là cậu con trai thực sự đã nhảy qua. Nhưng cậu không ngờ rằng bên kia bức tường lại còn có một cái mương sâu. Nên sau khi nhảy qua, cậu đã ngã xuống mương. Phải một lúc sau cậu mới chậm rãi đi ra. Cậu con trai giận dữ nói: "Bố ơi, sao bố lại nói dối con?" Người bố nhẹ nhàng nói: "Con ơi, bố không nói dối con, mà chỉ muốn nói với con rằng sau khi bước vào xã hội, tuổi trẻ năng động, con sẽ không tránh khỏi những lần vấp ngã như vậy. Và có vấp ngã đó, con mới trưởng thành hơn." Người cha tiếp tục dắt cậu con trai đi dọc theo bức tường một đoạn thì dừng lại và nói với con: "Bây giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua lần nữa không?" Cậu con trai nói: "Không, con bị thương rồi, chân vẫn còn đau. Nếu nhảy, con sẽ lại rơi xuống mương." Người cha cười nói: "Lần trước thiếu thận trọng, lần này thiếu dũng khí. Trong cuộc sống, muốn thành công, không thể tránh khỏi vấp ngã. Và khi con không coi vấp ngã là thất bại nữa, thì thành công mới thực sự đến với con." Đúng vậy, vấp ngã là quy luật cuộc sống mà hầu như ai cũng hiểu. Nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua. Có người không bao giờ trưởng thành được, bởi lẽ họ luôn được sống trong sự che chở, bao bọc của gia đình,
không bao giờ phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, khi gặp thất bại, họ lại sợ hãi lùi bước, bi quan. Họ đâu biết rằng, bản thân mình không có ý chí đã tự nhận lấy sự thất bại đáng xấu hổ nhất. Ý chí dù hơi hợt đã là không tốt, nhưng phó mặc cho số phận, cho cuộc đời, không chịu nỗ lực còn đáng phê phán hơn. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Vấp ngã dường như là điều quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người. Ngay từ khi mới chập chững biết đi, bạn đã phải vấp ngã rất nhiều lần, thậm chí chạy cả máu chân tay, thì mới có được những bước đi, bước chạy vững vàng hơn. Rồi đến khi đi học, đi làm, càng về sau, bạn càng có nhiều vấp ngã trong công việc, học tập, rồi cả những chuyện tình cảm cá nhân. Thực sự, ban đầu, có những cảm xúc vô cùng đau buồn, thất vọng và chán nản. Bạn có cảm giác như là cả thế giới đang quay lưng lại với bạn mọi thứ và muốn chống đối với bạn. Khi sự kỳ vọng của bạn vào công việc đó, con người đó không được như ý muốn, lúc này thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho bạn. Sau quãng thời gian khó khăn ấy, về mặt cảm xúc, bạn cần phải vượt qua, bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu giờ có gặp phải vấp ngã ấy, chắc chắn bạn sẽ có cách giải quyết thông minh để không phải vấp ngã lần thứ hai trong cùng một vấn đề. Và cứ như vậy, sau mỗi lần vấp ngã, bạn lại đúc rút được cho mình một bài học kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Những bài học này vô cùng quý giá hơn nhiều những bài học lý thuyết. Nó giúp bạn hiểu được bản thân mình, hiểu được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, để con đường tiếp theo của mình sẽ làm tốt hơn. Thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Nếu ai hỏi tôi về thành công là gì, thì tôi sẽ trả lời rằng thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Thực tế đã chứng minh, không có ai thành công mà không phải đi qua nhiều lần thất bại và vấp ngã cả. Các doanh nhân càng thành đạt, thì họ lại càng phải trải qua nhiều thất bại hơn người thường. Đơn giản dễ hiểu hơn là khi bạn thất bại nhiều lần, bạn đúc rút được nhiều kinh nghiệm và bài học cho mình. Bạn sửa sai trong những lần tiếp theo, và cứ như thế, những cái sai của bạn dần dần được sửa, dần được hoàn thiện sau nhiều lần vấp ngã, cho đến khi bạn làm đúng và chạm đến mục tiêu của mình. Vậy nên, cứ sai đi khi cuộc đời cho phép, và hãy học cách nhận ra bài học để sửa sai trong những chặng đường tiếp theo. Và cũng đừng buồn chán hay là gục ngã khi bạn thất bại. Hãy cảm ơn nó, hãy yêu thương, vì nó chính là thành công của bạn sau này. Biết ơn vấp ngã giúp bạn sống tích cực hơn. Khi đã hiểu được những giá trị mà những thất bại và vấp ngã mang lại cho mình, bạn sẽ thay đổi được thái độ đối mặt với chúng. Thay vì cứ mãi đau khổ, chúng ta nên tích cực nhìn nhận, tìm ra giải pháp mới, sửa chữa lỗi sai thất bại. Nguyên tắc đầu tiên khi bạn giải quyết một vấn đề, đó chính là nhìn nhận chúng với một thái độ tích cực nhất có thể. Khi tâm trạng ổn định, bình tĩnh lại, thì bạn mới có những giải pháp và cách làm đúng đắn nhất. Rèn luyện được cách sống tích cực và lạc quan như thế này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy nên, chúng ta cần biết ơn những vấp ngã thất bại. Chính chúng giúp bạn có một cuộc sống lạc quan hơn. Thái độ tích cực tỏa ra từ lòng biết ơn thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn cho chúng ta. Nó giúp ta vượt qua những lúc tồi tệ nhất trong mỗi lần thất bại. Nó cũng giúp bạn học được nhiều điều bổ ích, giúp bạn trưởng thành hơn, thành công hơn trong tương lai. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại những vấp ngã khó khăn và thầm cảm ơn chúng vì đã giúp chúng ta có được như ngày hôm nay. Vấp ngã thất bại sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy ta có những bài học cần thiết cho cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học,
sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Vấp ngã không phải là thất bại, mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân. Mọi nỗ lực của chúng ta và những vấp ngã ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tuổi trẻ nếu không có những lần vấp ngã, sao có thể trưởng thành? Tuổi trẻ nếu không có những chông chênh thì cuộc sống sẽ mãi bình lặng, đâu còn ý nghĩa gì. Thế nên, ta luôn phải mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Đừng vì những khó khăn nhỏ nhoi mà dừng bước. Và đừng bao giờ để những ước mơ khát vọng trong bạn dục tắt. Tục ngữ có câu, thất bại là mẹ thành công. Một mũi tên muốn lao đến đích trước khi về phía trước, thì nó phải kéo về phía sau lấy sức tiến lên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những lúc ta vấp ngã, sai lầm, thất bại là lúc chuẩn bị tinh thần, động lực về phía trước. Dấu hiệu duyên âm. Biết rồi bạn có thể hoàn toàn tránh được không? Thứ nhất, dấu hiệu duyên âm đi theo. Tính khí thất thường. Tính tình bỗng dưng nóng nảy, dù trước đó là người thông minh, nhanh nhẹn, nhưng nay hay có biểu hiện ngơ ngác, thơ thẩn, thậm chí là cấu gắt, đành hanh. Có nhiều sự thay đổi lạ lùng theo chiều hướng xấu, như không làm chủ được suy nghĩ, nóng tính hay phản ứng quá đà về một vấn đề nào đó không phải do áp lực gia đình, công việc hay vấn đề khác nảy sinh. Trong người luôn cảm thấy bức rất khó chịu, đứng ngồi không yên. Ngồi một mình trong bóng tối, ngại giao tiếp hay thấy buồn chán, không rõ nguyên nhân. Mặc dù đã đi khám bệnh lý về thần kinh nhưng không bị vấn đề gì. Nặng hơn nữa, đó là từng nghĩ về sự kết liễu cuộc đời, mặc dù có những chuyện không đáng phải tự tử. Có nhiều người cảm âm tốt, họ có thể cảm nhận được đang có người đi theo sau. Và khi đi đường hay bị che mắt dễ tai nạn, thậm chí đã có người bị tai nạn vì không nhìn thấy xe lao vào mình. Tình cảm long đong. Người độc thân mãi không có ai quan tâm tới, nếu yêu cũng luôn trắc trở. Chuyện yêu đương khó thành, thường gặp nhiều sóng gió. Cảm giác yêu ai cũng chỉ được thời gian ngắn, rồi tự nhiên nảy sinh mâu thuẫn, rồi chia tay với lý do rất nhỏ nhặt, không đáng. Nếu đã có gia đình thì thường xuyên tranh cãi, thậm chí hôn nhân tan vỡ, không hiểu nguyên nhân vì sao. Phụ nữ có duyên âm, dễ mắc những bệnh về đường phụ sản, khó có con, hoặc con sinh ra khó lành lặn, dễ bị duyên âm phá hư thai. Một trong những dấu hiệu nhận biết duyên âm, đó là hôn nhân bất hạnh, dễ bị tình nhân hãm hại, là do nhân quả tiền kiếp gieo tạo. Giấc mơ bất thường. Hay có giấc mơ gặp gỡ người lạ nhiều lần, lặp đi lặp lại, và không biết mặt họ như thế nào, không biết người đó là ai, nhưng lại có cảm giác thân quen. Hay tỉnh giấc về đêm, lúc tỉnh nhớ được từng tầng chi tiết trong giấc mơ với người đó. Khi ngủ thỉnh thoảng nghe những lời thì thầm, những câu nói mơ hồ bên tai như xúi dục một điều gì đó. Điều này khiến bạn thường xuyên trằn trọc mất ngủ và cảm thấy bất an. Thậm chí bạn đã có ý định tự tử vì nghe theo lời xúi dục trong giấc mơ. Hay bị bóng đè, có cảm giác có người nằm cạnh. Nhiều người còn cảm nhận rõ được đó là trai hay gái, thậm chí là có thể nhìn thấy cái bóng của họ khi bị bóng đè. Mơ thấy tai nạn, giết người chết đuối sông hồ, mơ thấy máu me và ngủ hay bị giật mình. Lúc tỉnh dậy thì cơ thể mệt mỏi, nặng trĩu hai vai, choáng váng đầu óc, buốt hai thái dương. Có những giấc mơ rất thật về sự gần gũi xác thịt với người âm. Phụ nữ thường xuyên gần gũi tiếp xúc với dương âm thời gian dài sẽ có hiện tượng chữa âm, sắc mặt tái nhợt, xung quanh mắt có quầng thâm đen. Họ cũng cảm giác ngén, buồn nôn, qua mắt, chóng mặt, bụng to ra, chậm kinh. Nhưng khi siêu âm thì không phát hiện ra thai nhi.
Trong tình huống đúng 9 tháng 10 ngày sau khi chữa âm, thì phụ nữ này dương thọ linh khí sẽ đến lúc cạn kiệt, qua đời trở thành vợ của duyên âm. Đàn ông trong trường hợp tương tự cũng vậy, dương khí hao tổn, sắc mặt tái nhợt, thiếu sinh khí. Và khi âm hồn rút kiện dương khí của họ thì cũng chết để trở thành chồng của duyên âm. Cơ thể đau nhức mệt mỏi, ngủ ly bì, cảm thấy hay bị mệt mỏi, mỏi vai, mỏi cổ, đau đầu, không có sức sống. Nhưng dù đã đi khám bác sĩ cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân. Hay bị đau nhức một vị trí nào đó trên cơ thể vào ban đêm, thông thường từ 6 giờ tối trở đi, nhưng không phải do bệnh lý gây nên. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến cả tâm lý và chất lượng cuộc sống. Cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo khi nghe thấy kinh kệ, hoặc lạnh sống lưng khi đứng trước di ảnh của Phật Chúa. Người bạn sẽ có cảm giác đau nhức và mệt mỏi, không muốn làm việc gì cả. Tiếp đến, dấu hiệu nhận biết duyên âm đó là sẽ thường xuyên bị đau nhức các khớp xương nhưng không có cách nào chữa khỏi. Tuổi thọ giảm, sau khi hết dương thọ thì bị kéo xuống làm vợ chồng của người âm. Nhưng đừng vì những dấu hiệu duyên âm trên mà lo lắng bi quan. Hãy bình tâm lại để tránh tạo năng lượng xấu cho bản thân, rồi suy xét tìm thầy đủ tâm đức, đủ quyền phép, đủ sắc lệnh mới giải quyết được. Thứ hai là phân biệt duyên âm, dông theo và tiền duyên. Tiền duyên là tình duyên giữa người trần và người đã khuất từ những kiếp trước mà ta không còn nhớ đến nhưng vẫn còn ảnh hưởng cho đến bây giờ. Hai người có tiền duyên là từ kiếp trước, cả hai có thể đã từng hẹn thề, hoặc nếu không thì tình cảm cũng đã từng rất sâu đậm nhưng không có cơ hội thành đôi, nên sau khi mất họ lưu luyến không thể siêu thoát được, sẽ lang thang tìm bạn. Khi gặp được rồi sẽ theo bạn. Duyên âm là tình duyên hiện tại giữa người trần và người đã mất. Có nghĩa là những người đã từng có tình cảm từ một hoặc hai phía mà ở hiện tại là một người âm, người còn lại là người dương. Duyên âm xảy ra với cả nam lẫn nữ, nhưng nữ giới yếu bóng vía nên sẽ bị nhiều hơn. Thông thường duyên âm chỉ xảy ra với một số trường hợp: chết yểu, chết bất đắc kỳ tử, tự tử, chết quan, mà vong linh không chấp nhận mình đã chết, cố bám lấy những ký ức trên đời. Vì thế họ giữ nguyên tình cảm đó khi còn ở trên dương gian. Hay những người lúc còn sống có dục tính mạnh mẽ, khi qua đời họ vẫn luôn oán hận, ham muốn, thường hay tìm cách trở về cõi trần theo người họ có tình cảm hoặc một ai đó. Dông theo là những vong linh còn lưu luyến dương gian nên theo những người hợp vía để tồn tại. Những trường hợp này thường là những người chết yểu, chết quan. Họ không chấp nhận mình đã chết, vẫn muốn níu giữ ở lại dương gian với những ký ức khi còn sống. Nếu là người tốt, họ có thể giúp người, hoặc ngược lại, nếu có tâm địa xấu, họ sẽ sẵn sàng hại người. Duyên âm không phải lúc nào cũng là xấu, mà vẫn có cái tốt. Nếu dông theo bạn là người nhà, người đã khuất trong dòng họ của bạn, thường xuất hiện khoảng 9 đời, họ có thể đi theo để phù hộ, bảo vệ bạn khỏi những điều xấu. Thí dụ, bạn gặp người không tốt, họ sẽ ngăn cách tình cảm, không để bạn phải tổn thương. Thứ ba, nguyên nhân để bị mắc duyên âm. Theo Phật giáo, trong nhiều kiếp trước, có những người có tình cảm quá sâu nặng, nên đến khi qua đời, họ vẫn bám chấp, vẫn muốn tìm tới người xưa để kết duyên. Thế nhưng âm dương cách trở. Về nguyên nhân chủ quan, bằng tự dung dưỡng nhiều âm khí trong người từ những suy nghĩ tiêu cực trong thời gian dài, tạo nên năng lượng thấp, tự hạ rung độ tần số của chính mình. Điều này như lực hấp dẫn thu hút vong linh có cùng tần số sống. Bạn liên tục phát ra rung động, mong muốn có ai đó ở bên cạnh. Cảm giác cô đơn, hiu quạnh kéo dài. Nhưng vì năng lượng thấp nên sẽ thu hút người âm, năng lượng cao sẽ thu hút người dương. Những người yếu bóng vía, tai hay lạnh, huyết áp thấp thì cũng là một dạng
dễ bị người âm hay theo. Những người này nên ăn uống đầy đủ, đừng để thiếu máu. Đồ ăn cho thêm một số gia vị, thăng khí như là gừng, tỏi, xả, quế, hồi. Thức ăn có vị ngọt, mặn, cay nhẹ, hạn chế chua và đắng. Giữ cho tay chân ấm áp bằng cách sấy mái, sấy tóc cho ấm, massage lòng bàn tay, bàn chân thường xuyên. Về nguyên nhân khách quan, bạn từng có lời hẹn thề kiếp sau hoặc gặp lại hoặc mãi bên nhau. Thí dụ, trong một kiếp nào đó, hai người trao lời hẹn thề, nhưng bạn đi đầu thai trước, còn người kia vẫn đang ở cõi âm. Họ vẫn muốn tìm tới bạn, vẫn còn tình cảm nên muốn xua đuổi những người khác. Nhiều người do hẹn ước bị trói buộc nên không thể siêu thoát được, đành đeo bám lẩn quẩn bên vợ chồng tiền kiếp của mình, đòi giải thoát. Do đó, chớ vội buông ra lời thề thốt khi chưa hiểu nghiệp báo lời thề nhé. Tùy vào nhân duyên của cả hai từ nhiều đời trước nên sẽ tạo ra nhiều kiểu gặp lại khác nhau. Thí dụ, bạn vô tình gặp lại họ trên đường mà không biết, hay bạn thuê hay mua đúng ngôi nhà mà vong linh đang lẩn khuất ở đó. Hai vợ chồng hạnh phúc bỗng có một người không may qua đời. Người ấy lo lắng cho bạn, cho con cái, nên dù đã mất nhưng vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho bạn. Bạn vô tình đi ngang nghĩa trang hoặc đám tang, nhìn vào di ảnh rồi khen họ, thì có khả năng vong linh này sẽ theo bạn. Cho nên đừng nói lung tung mà hãy cúi đầu chúc cho người đó đi đường bình an, ra đi thanh thản, sớm siêu thoát. Do vô tình đi ngang chỗ ở của người đã khuất vào những cung giờ linh thiêng, thông thường là từ 12 giờ trưa đứng bóng tới 6 giờ tối chạng vạng hoặc 3 giờ sáng quỷ môn quan, làm cho họ cảm thấy thích bạn và bám víu theo. Thứ tư, có nên cắt duyên âm? Hầu như ai cũng có tiền duyên hay duyên âm, nên việc tránh hoàn toàn là điều không thể. Quan trọng là mức độ ảnh hưởng ít hay nhiều khác nhau ở mỗi người mà thôi. Nói chung, nếu sự việc bắt đầu mất kiểm soát khi duyên âm khiến cho cuộc sống bị đảo lộn thì cũng không thể để yên được. Nếu không có biện pháp nào thì cuộc sống của bạn xáo trộn mãi về sau, có thể phải sống một cuộc đời cô đơn lạnh lẽo. Mọi người thường nghĩ tới cách quá giải khi bị người âm theo, đó là cắt duyên âm. Nhưng hãy cẩn thận, việc ta còn nghiệp với ai đó là điều dễ hiểu. Chính người chồng, người vợ, anh em, họ hàng của chúng ta cũng là do nghiệp mà thành đấy thôi. Thế nên tìm cách cắt ngay mà chưa hiểu nguyên do là quá dội dàng. Việc cắt lại là đi trái ngược với quy luật vận hành của cuộc sống, thế nên ta cũng phải thật thận trọng. Hơn nữa, đừng vội nhờ thầy cắt khi chưa hiểu rõ nguyên nhân vấn đề, khi sự tình chưa được hóa giải, chỉ gia tăng oán giận đối với vong linh. Thực tế là ta chỉ còn cách tự mình tháo gỡ vấn đề trước đã. Giống như ta từng có khúc mắc với ai đó, nhưng khi hai người được thẳng thắn nói chuyện và sẽ hiểu vấn đề, giải tỏa căng thẳng, hiểu nhầm chẳng hạn, thì cả hai sẽ giải thoát cho nhau, không còn nặng lòng về nhau nữa. Lúc này thay vì nghĩ tới chuyện cắt duyên, bạn có thể nhờ ai đó có khả năng nói chuyện với vong linh để ta đối diện, trò chuyện chân thành với người đã khuất, tìm cách tháo gỡ vướng mắc để xem họ muốn gì, ta có thể đáp ứng tới đâu. Nếu là lỗi do ta thì ta nên tìm cách sám lỗi, xin lỗi họ vì những gì đã làm trong quá khứ. Thường khi nhận thấy bạn có dấu hiệu hối cải ăn năn thì dần dần hai người mới có thể tha thứ cho nhau. Nói là thế, nhưng vấn đề này không hề đơn giản. Âm dương vẫn có khoảng cách rõ rệt, không thể dễ dàng nói chuyện với nhau. Vì thế, thế giới này vận hành theo một cách nào đó rất khoa học hợp lý, nếu không mọi sự sẽ loạn hết. Chỉ một số người có thể nhìn thấy và trò chuyện với người âm mà chúng ta nói là nhà ngoại cảm. Việc cần làm là tìm đúng nhà ngoại cảm, không phải là kẻ mạo danh trục lợi. Nhờ người đó hỏi xem ta còn nợ gì người ấy và có cách nào để hóa giải nó. Thứ năm, cách hóa giải duyên âm. Lễ cắt tiền duyên.
hầu hết chúng ta hay áp dụng cách thực hiện lễ cắt tiền duyên bằng việc nhờ các thầy cúng tế đốt hình nhân thế mạng, cho ít quần áo tiền vàng và lẩm nhẩm những câu thần chú nhằm xua đuổi người âm đi, mong để lại cho ta cuộc sống an ổn. Nếu là tình duyên kiếp trước yêu nhau, thích nhau mà không lấy được nhau thì chỉ cần một lần lễ là được. Đại đa số các thầy biết và làm theo phương pháp này. Nhưng thành công chỉ với tình duyên kiếp trước, còn với những vong linh dữ tợn mang theo nhiều thù hận thì không thay đổi được gì. Bắt nhốt và trừng phạt các vong. Việc nhốt các vong không hề đơn giản, phải có thầy cao tay, nên thực tế có rất ít thầy làm được theo phương pháp này. Hơn nữa, nếu vong thoát được ra, chúng càng trở nên giận dữ, tàn ác hơn và có thể làm hại cả người từng bị vong theo lẫn cả thầy. Thậm chí nhiều trường hợp thầy nhốt vong này vào, nhưng do hợp vong nên khi ra đường vài ngày sau lại có vong khác theo, nên chẳng ích gì. Giải pháp này đôi khi lợi bất cập hại. Tìm được thầy làm theo phương pháp này rất hiếm, do vong theo là người chết đường chết chợ, lâu ngày thành tinh. Chúng rất mưu mẹo, tìm mọi cách cản trở để thầy không làm lễ được. Đưa vong vào chùa làm lễ cầu siêu cho vong. Khi có dấu hiệu duyên âm, cách an toàn nhất đó là nhờ các thầy có tâm giúp ta tìm cách đưa vong vào chùa để họ được vào đó nương tựa, được ăn uống đầy đủ, được nghe kinh giảng pháp. Theo thời gian, họ hiểu được chỉ có làm việc thiện mới được phúc, có cơ hội giải thoát đầu thai sang kiếp khác. Hiểu đúng về duyên âm để chúng ta tránh bị mê tín dị đoan. Ta biết rằng họ cũng chỉ là vong linh vô tội, đáng thương, nên giúp họ được vào chùa là điều nên làm nhất. Bạn không biết cách đưa vong vào chùa, nhưng họ lại thường xuyên đi theo bạn, nên mỗi khi được ghé vào chùa, hãy xin cho các vong được nương tựa nơi cửa Phật tại đây. Biết đâu các thần linh tại ngôi chùa đó cảm được tấm lòng giúp vong linh có nơi nương tựa. Cho nên nếu có duyên đối với các quan gia trái chủ trong tiền kiếp, đừng quá sợ hãi mà làm bừa. Hiểu rằng họ có thể trợ duyên cho chúng ta hoặc cũng có thể cản trở chúng ta. Ai có duyên như thế thì nên tu tập hành thiện để chuyển hóa oán nghiệp này. Lời Phật dạy: tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu: bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể theo thời gian có thể lành lại, nhưng vết thương từ lời nói có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy: tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quả cho mình.
Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ, ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chỉ trích, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản. Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề.
Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ. Không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái dòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra hai con mắt để nhìn cho thấu, hai tai để nghe cho hiểu, hai chân để đi cho xa, hai tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta một cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy, lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói. Giọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có ba chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau. Bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, nguyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó. Hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa thì trước hết chính bản thân của người ấy
đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo thâm độc thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt đau lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà trả là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân, si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng
tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này, bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu: lương ngôn nhất cú tam đông loãng, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rồng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu: bệnh từ miệng mà vào, quả từ miệng mà ra. Phước quả tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước quả vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Lời Phật dạy, khi khó khăn hãy nhớ kỹ, hiểu rồi khổ mấy cũng qua. Khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy. Khổ đau là người bạn chân thực, không giấu giếm, khoe khoang, không màu mè, kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình đang theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không. Hoạn nạn cũng vậy. Nó đã dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thực, còn đâu là chân giá trị của cuộc sống. Chỉ có ai trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng,
để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp gió hiền. Tất nhiên không ai muốn mình bị đau khổ và luôn tìm mọi cách để tránh né chúng. Nhưng đôi lúc chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại, để đánh giá cuộc sống của mình. Những người đạt đến đỉnh cao hạnh phúc trong đời sống là những người biết hướng tâm nhiều về tâm linh và thường không quan tâm nhiều đến vật dục. Mỗi ngày chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh lớn bên trong nội tâm. Đó là cuộc đấu tranh giữa thể xác và tâm linh. Thể xác là nơi phát sinh những đam mê vật dục mà mình sinh ra đã có sẵn từ trong con người, hay mình đã tạo tác trong quá khứ. Đau khổ thường xảy ra khi vật dục không được đáp ứng thỏa đáng, và tâm linh thì cứ tiếp tục đòi hỏi thêm mãi, có nghĩa là thân và tâm không được hòa hợp bình an. Có một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: "Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn, thức ăn khoái lạc, mọi thứ giải trí." Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng có một ngày kia, anh đâm ra chán nản với tất cả mọi thứ và cho gọi người hầu đến và nói: "Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?" Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp: "Xin lỗi ngài, đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn theo yêu cầu của ngài. Không có việc gì làm ở đây cho ngài cả." Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn quát lớn: "Thật là hay chưa? Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục." Người hầu đáp nhẹ nhàng: "Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?" Theo như câu chuyện cho thấy, nếu sống ở đời mà không có khổ đau thì đời người thật là trống vắng và buồn chán. Điều đáng nói ở đây là tại sao đau khổ lại cần thiết trong đời sống? Đau khổ sẽ mang lại lợi ích gì mà mình cần đến nó? Nếu chúng ta tư duy cho kỹ, sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế, tức là sự thật về khổ, là một trong bốn sự thật, tức là tứ đế, trong bài giảng đầu tiên, Chuyển Pháp Luân. Tại sao Đức Phật không khởi đầu bằng đạo, có nghĩa là sự thật về đạo? Nhớ lại lịch sử khi Đức Phật còn là thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa một ai cả. Như lời ông Sa Nặc đã trả lời: "Hễ làm con người tức là phải có bệnh, có lão già, có tử. Không ai có thể tránh khỏi." Ngài lại càng ngạc nhiên thêm khi thấy hầu như ai cũng mặc nhiên chấp nhận sự thật này và không thể làm một cái gì đó để tránh né. Khổ đau là đầu mối khiến Thái tử Siddhartha ưu tư không dứt, và là một trong những nguyên nhân khiến ngài quyết tâm cầu đạo giải thoát. Nếu tôi nhớ không lầm, thì trong một đoạn kinh văn có mô tả: sau khi Đức Phật giác ngộ, ngài bèn lên đường trở lại núi tuyết để giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như, như ngài đã hứa trước khi xuống núi. Trên đường, ngài có gặp một hành giả du già khổ hạnh. Vị hành giả này thấy Phật tướng hảo nhưng lại quá sạch sẽ, gọn gàng, trông không giống một vị du già sư, bèn hỏi: "Ngài là ai? Tu hạnh gì? Sao trông nhẹ nhàng tự tại vậy?" Đức Phật trả lời: "Ta là Phật, là bậc giác ngộ đã thấu rõ mọi lẽ sinh diệt của tất cả các pháp trên thế gian, nên không còn luân hồi sinh tử nữa." Vị du già sư nghe xong quay lưng bỏ đi. Ông vừa đi vừa lắc đầu không tin, và trong đôi mắt có vẻ thương hại Phật, vì ông nghĩ rằng Phật đã mất trí
nên mới dám xưng tụng mình như vậy. Câu chuyện cho chúng ta thấy, nếu Phật chỉ nói về sự giác ngộ của Ngài, thì có lẽ không ai có thể hiểu nổi được. Ngài nói cái gì? Cái mà chúng ta kinh nghiệm nhiều nhất đó là đau khổ. Và chính vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta cách nhìn thấy sự thật về đau khổ để tìm con đường vượt khổ. Sự thật mà nói, dù chúng ta đã trải nghiệm nhiều về đau khổ, nhưng phần nhiều chúng ta chỉ biết sợ khổ và hầu như ít khi nào học được gì từ nhiều đau khổ. Bằng chứng là chúng ta luôn chạy theo vật dục để kiếm tìm hạnh phúc và cố tránh né càng nhiều càng tốt tất cả những gì mang lại khổ đau. Thậm chí mình phát tâm tu cũng là vì sợ khổ. Thế mà oải oăm thay, mình lại cứ đụng phải khổ đau hoài. Giống bão đời người chẳng chừa bất cứ ai, nhưng nỗi đau biểu hiện trong đôi mắt hay trên làn môi có thấm vào đâu so với nỗi đau chúng ta giấu kín tận đáy lòng. Trước nỗi đau tột cùng ấy, tâm chúng ta chợt bừng sáng, để chúng ta thoát nhân đại ngộ, tìm được niềm an lạc tràn ngập trong tâm hồn. Mà trong kinh Đức Phật dạy, phiền não tức bồ đề. Con người sinh ra hiện hữu trên cuộc đời này có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau khổ khác nhau, nhưng chung quy không ngoài hai thứ. Thứ nhất, đau khổ về tinh thần. Do hoàn cảnh bên ngoài tác động như làm ăn thất bại, người khác ganh tị, quấy nhiễu, chồng ngoại tình, con bất hiếu, ăn chơi trác táng, nghiện xì ke, hút chích, hay nghĩ tới những hiện tượng thiên nhiên như bão lụt, động đất, sóng thần mà băn khoăn, làm cho tinh thần người ta bất an, lo lắng, sợ hãi ngày đêm. Thứ hai là đau khổ thân thể. Bị bệnh tật hành hạ dày dò, bị đánh đập hay bị tai nạn khiến cho thân thể đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả những nỗi khổ ở cõi ta bà này ai cũng đếm trải qua. Nếu chúng ta không hiểu Phật Pháp, không biết tu tập thì than thân trách phận. Có người tìm đến cái chết, có người tìm cách báo thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình. Nhưng chúng ta càng oán hận thì vết thương lòng càng sâu, nào có ích gì. Còn chúng ta biết tu học, có thực hành theo lời Đức Phật dạy, làm chất liệu trong cuộc sống, hiểu rõ nhân quả báo ứng, chỉ tự trách mình, nên biết chuyển hóa nỗi đau khổ thành giải thoát an lạc ngay trong cuộc sống. Điều mà Đức Phật đã thuyết giảng suốt cuộc đời giáo hóa của Ngài. Lúc này, chúng ta như đóa sen thơm ngát, dương lên từ bùn lầy nước động, nở hoa, tô thắm giữa cuộc đời. Thực ra, khổ đau không phải lúc nào cũng là tiêu cực, đáng chán, đáng sợ. Ngược lại, có nhiều lúc chúng ta cần có đau khổ để thức tỉnh bản thân. Như vậy, đau khổ là một vị thầy nhắc nhở chúng ta phải biết hồi đầu hướng thiện. Cho nên, trong hai câu đầu của 10 điều tâm niệm, Phật dạy, câu thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Phật dạy rằng, khi mình thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ trực tiếp, chúng ta ngay lập tức buông bỏ, cũng giống như khi mình cầm lên cái chảo sắt đang nóng bỏng, sẽ khiến mình rút tay lại. Khi chúng ta cảm thấy cái đau khổ cùng cực, mình sẽ muốn được giải thoát khỏi chúng ngay, vì mình học được từ tuệ giác nằm bên trong mỗi kinh nghiệm, đặc biệt là càng thống khổ thì tuệ giác càng sâu. Nhờ có chánh tri kiến, chúng ta thấy rằng ai cũng cần có khổ đau, vì khổ đau là một liều thuốc đắng giúp trị lành những căn bệnh bất trị. Chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là một cái gì thật đặc biệt. Ai cũng đã từng trải nghiệm khổ đau, bất kể kẻ sang người hèn. Cứ mỗi lần kinh nghiệm với khổ đau, chúng ta lại thấy được nhiều điều giá trị. Và nếu chúng ta biết dừng lại,
quán chiếu những kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ tìm thấy tuệ giác ngay chính trong kinh nghiệm khổ đau đó. Do đó, khổ đau không còn là kẻ thù, mà có thể nói là một người bạn. Tuy khó tính, nhưng rất chân thực, mà ai cũng cần phải có để giúp mình tu tập chuyển hóa. Vì thế, chúng ta phải cảm ơn đau khổ. Nhờ đau khổ mà tâm của chúng ta rộng mở nhiều hơn, biết quan tâm, chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh và có cơ hội để chúng ta tu tập hạnh nhẫn nhục. Đau khổ là con đường mà ai cũng phải trải qua. Chỉ có khác nhau giữa kẻ mê và người ngộ. Mê thì trầm luân sanh tử, ngộ thì thấy được niết bàn giải thoát, an lạc. Đau khổ chướng ngại và sai lầm thực sự rất hữu ích đối với cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể học hỏi từ chúng rất nhiều, và nếu không có chúng, sẽ không có thành công. Khi bạn khó khăn và cố gắng để tìm ra hướng giải quyết, thì ngay lúc ấy, bạn sẽ khám phá ra năng lực và sức mạnh bên trong của bạn. Vì vậy, chỉ khi nào trải qua đau khổ, bạn mới có thể trưởng thành thực sự. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta mong đợi, mà đó là một loạt những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Có khi bạn thành công, nhưng cũng lắm khi bạn thất bại. Có bao giờ bạn thầm cảm ơn những thất bại ấy, cho dù chúng đau đớn như thế nào đi nữa? Tôi tin chắc là có, vì chính những vấp ngã, thất bại ấy đã giúp bạn trưởng thành được như ngày hôm nay. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành. Cầu vồng sau mưa mới là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất. Có một câu chuyện như thế này. Hôm trước khi con chuẩn bị tốt nghiệp đại học, người bố dắt con trai đến trước một bức tường và nói với con: "Giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua không?" Cậu con trai liếc vào bức tường và trả lời: "Không có vấn đề gì với một bức tường thấp như vậy." Kết quả là cậu con trai thực sự đã nhảy qua. Nhưng cậu không ngờ rằng bên kia bức tường lại còn có một cái mương sâu. Nên sau khi nhảy qua, cậu đã ngã xuống mương. Phải một lúc sau cậu mới chậm rãi đi ra. Cậu con trai giận dữ nói: "Bố ơi, sao bố lại nói dối con?" Người bố nhẹ nhàng nói: "Con ơi, bố không nói dối con, mà chỉ muốn nói với con rằng sau khi bước vào xã hội, tuổi trẻ năng động, con sẽ không tránh khỏi những lần vấp ngã như vậy. Và có vấp ngã đó, con mới trưởng thành hơn." Người cha tiếp tục dắt cậu con trai đi dọc theo bức tường một đoạn thì dừng lại và nói với con: "Bây giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua lần nữa không?" Cậu con trai nói: "Không, con bị thương rồi, chân vẫn còn đau. Nếu nhảy, con sẽ lại rơi xuống mương." Người cha cười nói: "Lần trước thiếu thận trọng, lần này thiếu dũng khí. Trong cuộc sống, muốn thành công, không thể tránh khỏi vấp ngã. Và khi con không coi vấp ngã là thất bại nữa, thì thành công mới thực sự đến với con." Đúng vậy, vấp ngã là quy luật cuộc sống mà hầu như ai cũng hiểu. Nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua. Có người không bao giờ trưởng thành được, bởi lẽ họ luôn được sống trong sự che chở, bao bọc của gia đình, không bao giờ phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, khi gặp thất bại, họ lại sợ hãi lùi bước bi quan. Họ đâu biết rằng, bản thân mình không có ý chí đã tự nhận lấy sự thất bại đáng xấu hổ nhất. Ý chí dù hơi hợt đã là không tốt, nhưng phó mặc cho số phận, cho cuộc đời, không chịu nỗ lực còn đáng phê phán hơn. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Vấp ngã dường như là điều quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người. Ngay từ khi mới chập chững biết đi, bạn đã phải vấp ngã rất nhiều lần, thậm chí chảy cả máu chân tay, thì mới có được những bước đi, bước chạy vững vàng hơn. Rồi đến khi đi học, đi làm, càng về sau,
bạn càng có nhiều vấp ngã trong công việc, học tập, rồi cả những chuyện tình cảm cá nhân. Thực sự, ban đầu, có những cảm xúc vô cùng đau buồn, thất vọng và chán nản. Bạn có cảm giác như là cả thế giới đang quay lưng lại với bạn mọi thứ và muốn chống đối với bạn. Khi sự kỳ vọng của bạn vào công việc đó, con người đó không được như ý muốn, lúc này thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho bạn. Sau quãng thời gian khó khăn ấy, về mặt cảm xúc, bạn cần phải vượt qua, bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu giờ có gặp phải vấp ngã ấy, chắc chắn bạn sẽ có cách giải quyết thông minh để không phải vấp ngã lần thứ hai trong cùng một vấn đề. Và cứ như vậy, sau mỗi lần vấp ngã, bạn lại đúc rút được cho mình một bài học kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Những bài học này vô cùng quý giá hơn nhiều những bài học lý thuyết. Nó giúp bạn hiểu được bản thân mình, hiểu được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, để con đường tiếp theo của mình sẽ làm tốt hơn. Thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Nếu ai hỏi tôi về thành công là gì, thì tôi sẽ trả lời rằng thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Thực tế đã chứng minh, không có ai thành công mà không phải đi qua nhiều lần thất bại và vấp ngã cả. Các doanh nhân càng thành đạt, thì họ lại càng phải trải qua nhiều thất bại hơn người thường. Đơn giản dễ hiểu hơn là khi bạn thất bại nhiều lần, bạn đúc rút được nhiều kinh nghiệm và bài học cho mình. Bạn sửa sai trong những lần tiếp theo, và cứ như thế, những cái sai của bạn dần dần được sửa, dần được hoàn thiện sau nhiều lần vấp ngã, cho đến khi bạn làm đúng và chạm đến mục tiêu của mình. Vậy nên, cứ sai đi khi cuộc đời cho phép, và hãy học cách nhận ra bài học để sửa sai trong những chặng đường tiếp theo. Và cũng đừng buồn chán hay là gục ngã khi bạn thất bại. Hãy cảm ơn nó, hãy yêu thương, vì nó chính là thành công của bạn sau này. Biết ơn vấp ngã giúp bạn sống tích cực hơn. Khi đã hiểu được những giá trị mà những thất bại và vấp ngã mang lại cho mình, bạn sẽ thay đổi được thái độ đối mặt với chúng. Thay vì cứ mãi đau khổ, chúng ta nên tích cực nhìn nhận, tìm ra giải pháp mới, sửa chữa lỗi sai thất bại. Nguyên tắc đầu tiên khi bạn giải quyết một vấn đề, đó chính là nhìn nhận chúng với một thái độ tích cực nhất có thể. Khi tâm trạng ổn định, bình tĩnh lại, thì bạn mới có những giải pháp và cách làm đúng đắn nhất. Rèn luyện được cách sống tích cực và lạc quan như thế này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy nên, chúng ta cần biết ơn những vấp ngã thất bại. Chính chúng giúp bạn có một cuộc sống lạc quan hơn. Thái độ tích cực tỏa ra từ lòng biết ơn thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn cho chúng ta. Nó giúp ta vượt qua những lúc tồi tệ nhất trong mỗi lần thất bại. Nó cũng giúp bạn học được nhiều điều bổ ích, giúp bạn trưởng thành hơn, thành công hơn trong tương lai. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại những vấp ngã khó khăn và thầm cảm ơn chúng vì đã giúp chúng ta có được như ngày hôm nay. Vấp ngã thất bại sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy ta có những bài học cần thiết cho cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học, sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Vấp ngã không phải là thất bại, mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân. Mọi nỗ lực của chúng ta và những vấp ngã ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tuổi trẻ nếu không có những lần vấp ngã, sao có thể trưởng thành? Tuổi trẻ, nếu không có những chông chênh thì cuộc sống sẽ mãi bình lặng, đâu còn ý nghĩa gì. Thế nên, ta luôn phải mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Đừng vì những khó khăn nhỏ nhoi mà dừng bước. Và đừng bao giờ để những ước mơ khát vọng trong bạn dục tắt.
tục ngữ có câu thất bại là mẹ thành công. Một mũi tên muốn lao đến đích trước khi về phía trước thì nó phải kéo về phía sau lấy sức tiến lên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những lúc ta vấp ngã, sai lầm, thất bại là lúc chuẩn bị tinh thần, động lực về phía trước. Dấu hiệu duyên âm. Biết rồi bạn có thể hoàn toàn tránh được không? Thứ nhất, dấu hiệu duyên âm đi theo. Tính khí thất thường. Tính tình bỗng dưng nóng nảy, dù trước đó là người thông minh, nhanh nhẹn, nhưng nay hay có biểu hiện ngơ ngác, thơ thẩn, thậm chí là cấu gắt, đành hanh. Có nhiều sự thay đổi lạ lùng theo chiều hướng xấu, như không làm chủ được suy nghĩ, nóng tính hay phản ứng quá đà về một vấn đề nào đó không phải do áp lực gia đình, công việc hay vấn đề khác nảy sinh. Trong người luôn cảm thấy bức rất khó chịu, đứng ngồi không yên. Ngồi một mình trong bóng tối, ngại giao tiếp hay thấy buồn chán, không rõ nguyên nhân. Mặc dù đã đi khám bệnh lý về thần kinh nhưng không bị vấn đề gì. Nặng hơn nữa, đó là từng nghĩ về sự kết liễu cuộc đời, mặc dù có những chuyện không đáng phải tự tử. Có nhiều người cảm âm tốt, họ có thể cảm nhận được đang có người đi theo sau. Và khi đi đường hay bị che mắt dễ tai nạn, thậm chí đã có người bị tai nạn vì không nhìn thấy xe lao vào mình. Tình cảm long đong, người độc thân mãi không có ai quan tâm tới, nếu yêu cũng luôn trắc trở, chuyện yêu đương khó thành, thường gặp nhiều sóng gió. Cảm giác yêu ai cũng chỉ được thời gian ngắn, rồi tự nhiên nảy sinh mâu thuẫn, rồi chia tay với lý do rất nhỏ nhặt, không đáng. Nếu đã có gia đình thì thường xuyên tranh cãi, thậm chí hôn nhân tan vỡ, không hiểu nguyên nhân vì sao. Phụ nữ có duyên âm, dễ mắc những bệnh về đường phụ sản, khó có con, hoặc con sinh ra khó lành lặn, dễ bị duyên âm phá hư thai. Một trong những dấu hiệu nhận biết duyên âm, đó là hôn nhân bất hạnh, dễ bị tình nhân hãm hại, là do nhân quả tiền kiếp gieo tạo. Giấc mơ bất thường, hay có giấc mơ gặp gỡ người lạ nhiều lần, lặp đi lặp lại và không biết mặt họ như thế nào, không biết người đó là ai, nhưng lại có cảm giác thân quen. Hay tỉnh giấc về đêm, lúc tỉnh nhớ được tường tận chi tiết trong giấc mơ với người đó. Khi ngủ thỉnh thoảng nghe những lời thì thầm, những câu nói mơ hồ bên tai như xúi giục một điều gì đó. Điều này khiến bạn thường xuyên trằn trọc mất ngủ và cảm thấy bất an. Thậm chí bạn đã có ý định tự tử vì nghe theo lời xúi giục trong giấc mơ. Hay bị bóng đè, có cảm giác có người nằm cạnh. Nhiều người còn cảm nhận rõ được đó là trai hay gái, thậm chí là có thể nhìn thấy cái bóng của họ khi bị bóng đè. Mơ thấy tai nạn, giết người, chết đuối sông hồ, mơ thấy máu me và ngủ hay bị giật mình. Lúc tỉnh dậy thì cơ thể mệt mỏi, nặng trĩu hai vai, choáng váng đầu óc, buốt hai thái dương. Có những giấc mơ rất thật về sự gần gũi xác thịt với người âm. Phụ nữ thường xuyên gần gũi tiếp xúc với dương âm thời gian dài sẽ có hiện tượng chữa âm, sắc mặt tái nhợt, xung quanh mắt có quầng thâm đen. Họ cũng cảm giác ngén, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, bụng to ra, chậm kinh. Nhưng khi siêu âm thì không phát hiện ra thai nhi. Trong tình huống đúng 9 tháng 10 ngày sau khi chữa âm, thì phụ nữ này dương thọ linh khí sẽ đến lúc cạn kiệt, qua đời trở thành vợ của duyên âm. Đàn ông trong trường hợp tương tự cũng vậy, dương khí hao tổn, sắc mặt tái nhợt, thiếu sinh khí. Và khi âm hồn rút kiện dương khí của họ thì cũng chết để trở thành chồng của duyên âm. Cơ thể đau nhức mệt mỏi, ngủ ly bì, cảm thấy hay bị mệt mỏi, mỏi vai, mỏi cổ, đau đầu, không có sức sống. Nhưng dù đã đi khám bác sĩ cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân. Hay bị đau nhức một vị trí nào đó trên cơ thể vào ban đêm, thông thường từ 6 giờ tối trở đi, nhưng không phải do bệnh lý gây nên,
Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn ảnh hưởng đến cả tâm lý và chất lượng cuộc sống. Cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo khi nghe thấy kinh kệ, hoặc lạnh sống lưng khi đứng trước di ảnh của Phật Chúa. Người bạn sẽ có cảm giác đau nhức và mệt mỏi, không muốn làm việc gì cả. Tiếp đến, dấu hiệu nhận biết duyên âm, đó là sẽ thường xuyên bị đau nhức các khớp xương, nhưng không có cách nào chữa khỏi. Tuổi thọ giảm, sau khi hết duyên thọ thì bị kéo xuống làm vợ chồng của người ông. Nhưng đừng vì những dấu hiệu duyên âm trên mà lo lắng bi quan. Hãy bình tâm lại để tránh tạo năng lượng xấu cho bản thân, rồi suy xét tìm thầy đủ tâm đức, đủ quyền phép, đủ sắc lệnh mới giải quyết được. Thứ hai là phân biệt duyên âm, dông theo và tiền duyên. Tiền duyên là tình duyên giữa người trần và người đã khuất từ những kiếp trước mà ta không còn nhớ đến, nhưng vẫn còn ảnh hưởng cho đến bây giờ. Hai người có tiền duyên là từ kiếp trước, cả hai có thể đã từng hẹn thề, hoặc nếu không thì tình cảm cũng đã từng rất sâu đậm, nhưng không có cơ hội thành đôi, nên sau khi mất, họ lưu luyến, không thể siêu thoát được, sẽ lang thang tìm bạn. Khi gặp được rồi, sẽ theo bạn. Duyên âm là tình duyên hiện tại giữa người trần và người đã mất. Có nghĩa là những người đã từng có tình cảm từ một hoặc hai phía mà ở hiện tại là một người âm, người còn lại là người dương. Duyên âm xảy ra với cả nam lẫn nữ, nhưng nữ giới yếu bóng vía nên sẽ bị nhiều hơn. Thông thường duyên âm chỉ xảy ra với một số trường hợp: chết yểu, chết bất đắc kỳ tử, tự tử, chết quan, mà vong linh không chấp nhận mình đã chết, cố bám lấy những ký ức trên đời. Vì thế, họ giữ nguyên tình cảm đó khi còn ở trên dương gian. Hay những người lúc còn sống có dục tính mạnh mẽ, khi qua đời họ vẫn luôn oán hận, ham muốn, thường hay tìm cách trở về cõi trần theo người họ có tình cảm hoặc một ai đó. Dông theo là những vong linh còn lưu luyến dương gian nên theo những người hợp vía để tồn tại. Những trường hợp này thường là những người chết yểu, chết quan. Họ không chấp nhận mình đã chết, vẫn muốn níu giữ ở lại dương gian với những ký ức khi còn sống. Nếu là người tốt, họ có thể giúp người, hoặc ngược lại, nếu có tâm địa xấu, họ sẽ sẵn sàng hại người. Duyên âm không phải lúc nào cũng là xấu, mà vẫn có cái tốt. Nếu dông theo bạn là người nhà, người đã khuất trong dòng họ của bạn, thường xuất hiện khoảng 9 đời, họ có thể đi theo để phù hộ, bảo vệ bạn khỏi những điều xấu. Thí dụ, bạn gặp người không tốt, họ sẽ ngăn cách tình cảm, không để bạn phải tổn thương. Thứ ba, nguyên nhân để bị mắc duyên âm. Theo Phật giáo, trong nhiều kiếp trước, có những người có tình cảm quá sâu nặng, nên đến khi qua đời, họ vẫn bám chấp, vẫn muốn tìm tới người xưa để kết duyên. Thế nhưng âm dương cách trở. Về nguyên nhân chủ quan, bạn tự dung dưỡng nhiều âm khí trong người từ những suy nghĩ tiêu cực trong thời gian dài, tạo nên năng lượng thấp, tự hạ rung độ tần số của chính mình. Điều này như lực hấp dẫn thu hút vong linh có cùng tần số sống. Bạn liên tục phát ra rung động, mong muốn có ai đó ở bên cạnh. Cảm giác cô đơn, hiu quạnh kéo dài. Nhưng vì năng lượng thấp nên sẽ thu hút người âm, năng lượng cao sẽ thu hút người dương. Những người yếu bóng vía, tai hay lạnh, huyết áp thấp thì cũng là một dạng dễ bị người âm hay theo. Những người này nên ăn uống đầy đủ, đừng để thiếu máu. Đồ ăn cho thêm một số gia vị thăng khí như là gừng, tỏi, xả, quế, hồi. Thức ăn có vị ngọt, mặn, cay nhẹ, hạn chế chua và đắng. Giữ cho tay chân ấm áp bằng cách sấy mái, sấy tóc cho ấm, massage lòng bàn tay, bàn chân thường xuyên. Về nguyên nhân khách quan, bạn từng có lời hẹn thề kiếp sau, hoặc gặp lại, hoặc mãi bên nhau. Thí dụ, trong một kiếp nào đó, hai người trao lời hẹn thề, nhưng bạn đi đầu thai trước, còn người kia vẫn đang ở cõi âm. Họ vẫn muốn tìm tới bạn, vẫn còn tình cảm nên muốn xua đuổi những người khác. Nhiều người do hẹn ước bị trói buộc
nên không thể siêu thoát được, đành đeo bám lẩn quẩn bên vợ chồng tiền kiếp của mình, đòi giải thoát. Do đó, chớ vội buông ra lời thề thốt khi chưa hiểu nghiệp báo lời thề nhé. Tùy vào nhân duyên của cả hai từ nhiều đời trước nên sẽ tạo ra nhiều kiểu gặp lại khác nhau. Thí dụ, bạn vô tình gặp lại họ trên đường mà không biết, hay bạn thuê hay mua đúng ngôi nhà mà vong linh đang lẩn khuất ở đó. Hai vợ chồng hạnh phúc bỗng có một người không may qua đời. Người ấy lo lắng cho bạn, cho con cái, nên dù đã mất nhưng vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho bạn. Bạn vô tình đi ngang nghĩa trang hoặc đám tang, nhìn vào di ảnh rồi khen họ, thì có khả năng vong linh này sẽ theo bạn. Cho nên đừng nói lung tung mà hãy cúi đầu chúc cho người đó đi đường bình an, ra đi thanh thản, sớm siêu thoát. Do vô tình đi ngang chỗ ở của người đã khuất, vào những cung giờ linh thiêng thông thường là từ 12 giờ trưa đứng bóng tới 6 giờ tối chạng vạng hoặc 3 giờ sáng quỷ môn quan, làm cho họ cảm thấy thích bạn và bám víu theo. Thứ tư, có nên cắt duyên âm? Hầu như ai cũng có tiền duyên hay duyên âm, nên việc tránh hoàn toàn là điều không thể. Quan trọng là mức độ ảnh hưởng ít hay nhiều khác nhau ở mỗi người mà thôi. Nói chung, nếu sự việc bắt đầu mất kiểm soát khi duyên âm khiến cho cuộc sống bị đảo lộn thì cũng không thể để yên được. Nếu không có biện pháp nào thì cuộc sống của bạn xáo trộn mãi về sau, có thể phải sống một cuộc đời cô đơn lạnh lẽo. Mọi người thường nghĩ tới cách hóa giải khi bị người âm theo, đó là cắt duyên âm, nhưng hãy cẩn thận. Việc ta còn nghiệp với ai đó là điều dễ hiểu. Chính người chồng, người vợ, anh em, họ hàng của chúng ta cũng là do nghiệp mà thành đấy thôi. Thế nên, tìm cách cắt ngay mà chưa hiểu nguyên do là quá vội vàng. Việc cắt lại là đi trái ngược với quy luật vận hành của cuộc sống, thế nên ta cũng phải thật thận trọng. Hơn nữa, đừng vội nhờ thầy cắt khi chưa hiểu rõ nguyên nhân vấn đề, khi sự tình chưa được hóa giải, chỉ gia tăng oán giận đối với vong linh. Thực tế là ta chỉ còn cách tự mình tháo gỡ vấn đề trước đã. Giống như ta từng có khúc mắc với ai đó, nhưng khi hai người được thẳng thắn nói chuyện và sẽ hiểu vấn đề, giải tỏa căng thẳng, hiểu nhầm chẳng hạn, thì cả hai sẽ giải thoát cho nhau, không còn nặng lòng về nhau nữa. Lúc này thay vì nghĩ tới chuyện cắt duyên, bạn có thể nhờ ai đó có khả năng nói chuyện với vong linh để ta đối diện, trò chuyện chân thành với người đã khuất, tìm cách tháo gỡ vướng mắc để xem họ muốn gì, ta có thể đáp ứng tới đâu. Nếu là lỗi do ta thì ta nên tìm cách sám lỗi, xin lỗi họ vì những gì đã làm trong quá khứ. Thường khi nhận thấy bạn có dấu hiệu hối cải ăn năn thì dần dần hai người mới có thể tha thứ cho nhau. Nói là thế, nhưng vấn đề này không hề đơn giản. Âm dương vẫn có khoảng cách rõ rệt, không thể dễ dàng nói chuyện với nhau. Vì thế, thế giới này vận hành theo một cách nào đó rất khoa học hợp lý, nếu không mọi sự sẽ loạn hết. Chỉ một số người có thể nhìn thấy và trò chuyện với người âm, mà chúng ta nói là nhà ngoại cảm. Việc cần làm là tìm đúng nhà ngoại cảm, không phải là kẻ mạo danh trục lợi. Nhờ người đó hỏi xem ta còn nợ gì người ấy và có cách nào để hóa giải nó. Thứ năm, cách hóa giải duyên âm: lễ cắt tiền duyên. Hầu hết chúng ta hay áp dụng cách thực hiện lễ cắt tiền duyên bằng việc nhờ các thầy cúng tế đúc hình nhân thế mạng, cho ít quần áo tiền vàng và lẩm nhẩm những câu thần chú nhằm xua đuổi người âm đi, mong để lại cho ta cuộc sống an ổn. Nếu là tình duyên kiếp trước yêu nhau, thích nhau mà không lấy được nhau thì chỉ cần một lần lễ là được. Đại đa số các thầy biết và làm theo phương pháp này. Nhưng thành công chỉ với tình duyên kiếp trước, còn với những vong linh dữ tợn mang theo nhiều thù hận thì không thay đổi được gì. Bắt nhốt và trừng phạt các vong. Việc nhốt các vong không hề đơn giản, phải có thầy cao tay, nên thực tế có rất ít
thầy làm được theo phương pháp này. Hơn nữa, nếu dòng thoát được ra, chúng càng trở nên giận dữ, tàn ác hơn và có thể làm hại cả người từng bị dòng theo lẫn cả thầy. Thậm chí nhiều trường hợp thầy nhốt dòng này vào, nhưng do hợp dòng nên khi ra đường vài ngày sau lại có dòng khác theo, nên chẳng ích gì. Giải pháp này đôi khi lợi bất cập hại. Tìm được thầy làm theo phương pháp này rất hiếm, do dòng theo là người chết đường chết chợ, lâu ngày thành tinh. Chúng rất mưu mẹo, tìm mọi cách cản trở để thầy không làm lễ được. Đưa dòng vào chùa làm lễ cầu siêu cho dòng. Khi có dấu hiệu dương âm, cách an toàn nhất đó là nhờ các thầy có tâm giúp ta tìm cách đưa dòng vào chùa để họ được vào đó nương tựa, được ăn uống đầy đủ, được nghe kinh giảng pháp. Theo thời gian, họ hiểu được chỉ có làm việc thiện mới được phúc, có cơ hội giải thoát đầu thai sang kiếp khác. Hiểu đúng về dương âm để chúng ta tránh bị mê tín dị đoan. Ta biết rằng họ cũng chỉ là dòng linh vô tội, đáng thương, nên giúp họ được vào chùa là điều nên làm nhất. Bạn không biết cách đưa dòng vào chùa, nhưng họ lại thường xuyên đi theo bạn. Nên mỗi khi được ghé vào chùa, hãy xin cho các dòng được nương tựa nơi cửa Phật tại đây. Biết đâu, các thần linh tại ngôi chùa đó cảm được tấm lòng giúp dòng linh có nơi nương tựa. Cho nên, nếu có duyên đối với các quan gia trái chủ trong tiền kiếp, đừng quá sợ hãi mà làm bừa. Hiểu rằng, họ có thể trợ duyên cho chúng ta, hoặc cũng có thể cản trở chúng ta. Ai có duyên như thế thì nên tu tập hành thiện để chuyển hóa oán nghiệp này. Lời Phật dạy: tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu: bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể theo thời gian có thể lành lại, nhưng vết thương từ lời nói có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng, đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy: tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quả cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng: vô ích ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng
tái ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảm tình bản thân, trở nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uống lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản. Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời, muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ, không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra hai con mắt để nhìn cho thấu,
hai tai để nghe cho hiểu, hai chân để đi cho xa, hai tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta một cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý, thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc, có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói. Vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có ba chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau. Bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, nguyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, thì Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa, thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện, thì khi trưởng thành
chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo thâm độc thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt đau lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân, si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy,
chớ nên nói những điều tiêu cực, than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu: lương ngôn nhất cú tam đông ngoãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu: bệnh từ miệng mà vào, quả từ miệng mà ra. Phước quả tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước quả vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Lời Phật dạy, khi khó khăn hãy nhớ kỹ, hiểu rồi khổ mấy cũng qua. Khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy. Khổ đau là người bạn chân thực, không giấu giếm, khoe khoang, không màu mè kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình đang theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không. Hoạn nạn cũng vậy. Nó đã dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thực, còn đâu là chân giá trị của cuộc sống. Chỉ có ai trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp gió hiền. Tất nhiên không ai muốn mình bị đau khổ và luôn tìm mọi cách để tránh né chúng. Nhưng đôi lúc chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại, để đánh giá cuộc sống của mình. Những người đạt đến đỉnh cao hạnh phúc trong đời sống là những người biết hướng tâm nhiều về tâm linh và thường không quan tâm nhiều đến vật dục. Mỗi ngày chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh lớn bên trong nội tâm. Đó là cuộc đấu tranh giữa thể xác và tâm linh. Thể xác là nơi phát sinh những đam mê vật dục
mà mình sinh ra đã có sẵn từ trong con người, hay mình đã tạo tác trong quá khứ. Đau khổ thường xảy ra khi vật dục không được đáp ứng thỏa đáng, và tâm linh thì cứ tiếp tục đòi hỏi thêm mãi, có nghĩa là thân và tâm không được hòa hợp bình an. Có một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bằng áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: "Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn, thức ăn khoái lạc, mọi thứ giải trí." Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng có một ngày kia, anh đâm ra chán nản với tất cả mọi thứ và cho gọi người hầu đến và nói: "Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?" Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp: "Xin lỗi ngài, đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn theo yêu cầu của ngài. Không có việc gì làm ở đây cho ngài cả." Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn quát lớn: "Thật là hay chưa? Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục." Người hầu đáp nhẹ nhàng: "Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?" Theo như câu chuyện cho thấy, nếu sống ở đời mà không có khổ đau thì đời người thật là trống vắng và buồn chán. Điều đáng nói ở đây là tại sao đau khổ lại cần thiết trong đời sống? Đau khổ sẽ mang lại lợi ích gì mà mình cần đến nó? Nếu chúng ta tư duy cho kỹ, sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế, tức là sự thật về khổ, là một trong bốn sự thật, tức là tứ đế, trong bài giảng đầu tiên, Chuyển Pháp Luân. Tại sao Đức Phật không khởi đầu bằng đạo, có nghĩa là sự thật về đạo? Nhớ lại lịch sử khi Đức Phật còn là Thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa một ai cả. Như lời ông Sa Nặc đã trả lời: "Hễ làm con người tức là phải có bệnh, có lão già, có tử. Không ai có thể tránh khỏi." Ngài lại càng ngạc nhiên thêm khi thấy hầu như ai cũng mặc nhiên chấp nhận sự thật này và không thể làm một cái gì đó để tránh né. Khổ đau là đầu mối khiến Thái tử Siddhartha ưu tư không dứt, và là một trong những nguyên nhân khiến ngài quyết tâm cầu đạo giải thoát. Nếu tôi nhớ không lầm, thì trong một đoạn kinh văn có mô tả: sau khi Đức Phật giác ngộ, ngài bèn lên đường trở lại núi tuyết để giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như, như ngài đã hứa trước khi xuống núi. Trên đường, ngài có gặp một hành giả du già khổ hạnh. Vị hành giả này thấy Phật tướng hảo nhưng lại quá sạch sẽ, gọn gàng, trông không giống một vị du già sư, bèn hỏi: "Ngài là ai? Tu hạnh gì? Sao trông nhẹ nhàng tự tại vậy?" Đức Phật trả lời: "Ta là Phật, là bậc giác ngộ đã thấu rõ mọi lẽ sinh diệt của tất cả các pháp trên thế gian, nên không còn luân hồi sinh tử nữa." Vị du già sư nghe xong quay lưng bỏ đi. Ông vừa đi vừa lắc đầu không tin, và trong đôi mắt có vẻ thương hại Phật, vì ông nghĩ rằng Phật đã mất trí nên mới dám xưng tụng mình như vậy. Câu chuyện cho chúng ta thấy, nếu Phật chỉ nói về sự giác ngộ của ngài thì có lẽ không ai có thể hiểu nổi được. Ngài nói cái gì? Cái mà chúng ta kinh nghiệm nhiều nhất đó là đau khổ. Và chính vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta cách nhìn thấy sự thật về đau khổ để tìm con đường vượt khổ. Sự thật mà nói, dù chúng ta đã trải nghiệm nhiều về đau khổ, nhưng phần nhiều chúng ta chỉ biết sợ khổ và hầu như ít khi nào học được gì từ nhiều đau khổ. Bằng chứng là chúng ta luôn chạy theo vật dục để kiếm tìm hạnh phúc,
và cố tránh né càng nhiều càng tốt tất cả những gì mang lại khổ đau. Thậm chí mình phát tâm tu cũng là vì sợ khổ. Thế mà oải oăm thay, mình lại cứ đụng phải khổ đau hoài. Giông bão đời người chẳng chừa bất cứ ai, nhưng nỗi đau biểu hiện trong đôi mắt hay trên làn môi có thấm vào đâu so với nỗi đau chúng ta giấu kín tận đáy lòng. Trước nỗi đau tột cùng ấy, tâm chúng ta chợt bừng sáng để chúng ta thoát nhân đại ngộ, tìm được niềm an lạc tràn ngập trong tâm hồn. Mà trong kinh Đức Phật dạy, phiền não tức bồ đề. Con người sinh ra hiện hữu trên cuộc đời này có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau khổ khác nhau, nhưng chung quy không ngoài hai thứ. Thứ nhất, đau khổ về tinh thần. Do hoàn cảnh bên ngoài tác động, như làm ăn thất bại, người khác ganh tị, quấy nhiễu, chồng ngoại tình, con bất hiếu, ăn chơi trác tán, nghiện xì ke, hút chích, hay nghĩ tới những hiện tượng thiên nhiên như bão lụt, động đất, sóng thần mà băn khoăn, làm cho tinh thần người ta bất an, lo lắng, sợ hãi ngày đêm. Thứ hai là đau khổ thân thể. Bị bệnh tật hành hạ dày dò, bị đánh đập hay bị tai nạn khiến cho thân thể đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả những nỗi khổ ở cõi ta bà này ai cũng đếm trải qua. Nếu chúng ta không hiểu Phật Pháp, không biết tu tập thì than thân trách phận. Có người tìm đến cái chết, có người tìm cách báo thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình. Nhưng chúng ta càng oán hận thì vết thương lòng càng sâu, nào có ích gì. Còn chúng ta biết tu học, có thực hành theo lời Đức Phật dạy, làm chất liệu trong cuộc sống, hiểu rõ nhân quả báo ứng, chỉ tự trách mình, nên biết chuyển hóa nỗi đau khổ thành giải thoát an lạc ngay trong cuộc sống. Điều mà Đức Phật đã thuyết giảng suốt cuộc đời giáo hóa của Ngài. Lúc này, chúng ta như đóa sen thơm ngát, vươn lên từ bùn lầy nước động, nở hoa, tô thắm giữa cuộc đời. Thực ra, khổ đau không phải lúc nào cũng là tiêu cực, đáng chán, đáng sợ. Ngược lại, có nhiều lúc chúng ta cần có đau khổ để thức tỉnh bản thân. Như vậy, đau khổ là một vị thầy nhắc nhở chúng ta phải biết hồi đầu hướng thiện. Cho nên, trong hai câu đầu của 10 điều tâm niệm, Phật dạy, câu thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Phật dạy rằng, khi mình thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ trực tiếp, chúng ta ngay lập tức buông bỏ, cũng giống như khi mình cầm lên cái chảo sắt đang nóng bỏng, sẽ khiến mình rút tay lại. Khi chúng ta cảm thấy cái đau khổ cùng cực, mình sẽ muốn được giải thoát khỏi chúng ngay, vì mình học được từ tuệ giác nằm bên trong mỗi kinh nghiệm. Đặc biệt là càng thống khổ thì tuệ giác càng sâu. Nhờ có chánh tri kiến, chúng ta thấy rằng ai cũng cần có khổ đau, vì khổ đau là một liều thuốc đắng giúp trị lành những căn bệnh bất trị. Chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là một cái gì thật đặc biệt. Ai cũng đã từng trải nghiệm khổ đau, bất kể kẻ sang người hèn. Cứ mỗi lần kinh nghiệm với khổ đau, chúng ta lại thấy được nhiều điều giá trị. Và nếu chúng ta biết dừng lại, quán chiếu những kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ tìm thấy tuệ giác ngay chính trong kinh nghiệm khổ đau đó. Do đó, khổ đau không còn là kẻ thù, mà có thể nói là một người bạn. Tuy khó tính, nhưng rất chân thực, mà ai cũng cần phải có để giúp mình tu tập chuyển hóa. Vì thế, chúng ta phải cảm ơn đau khổ. Nhờ đau khổ mà tâm của chúng ta rộng mở nhiều hơn, biết quan tâm, chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh và có cơ hội để chúng ta tu tập hạnh nhẫn nhục. Đau khổ là con đường mà ai cũng phải trải qua. Chỉ có khác nhau giữa kẻ mê và người ngộ.
mê thì trầm luân sanh tử, ngộ thì thấy được niết bàn giải thoát, an lạc. Đau khổ chướng ngại và sai lầm thực sự rất hữu ích đối với cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể học hỏi từ chúng rất nhiều, và nếu không có chúng, sẽ không có thành công. Khi bạn khó khăn và cố gắng để tìm ra hướng giải quyết, thì ngay lúc ấy, bạn sẽ khám phá ra năng lực và sức mạnh bên trong của bạn. Vì vậy, chỉ khi nào trải qua đau khổ, bạn mới có thể trưởng thành thực sự. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta mong đợi, mà đó là một loạt những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Có khi bạn thành công, nhưng cũng lắm khi bạn thất bại. Có bao giờ bạn thầm cảm ơn những thất bại ấy, cho dù chúng đau đớn như thế nào đi nữa? Tôi tin chắc là có, vì chính những vấp ngã, thất bại ấy đã giúp bạn trưởng thành được như ngày hôm nay. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành. Cầu vồng sau mưa mới là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất. Có một câu chuyện như thế này. Hôm trước khi con chuẩn bị tốt nghiệp đại học, người bố dắt con trai đến trước một bức tường và nói với con: "Giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua không?" Cậu con trai liếc vào bức tường và trả lời: "Không có vấn đề gì với một bức tường thấp như vậy." Kết quả là cậu con trai thực sự đã nhảy qua. Nhưng cậu không ngờ rằng bên kia bức tường lại còn có một cái mương sâu. Nên sau khi nhảy qua, cậu đã ngã xuống mương. Phải một lúc sau cậu mới chậm rãi đi ra. Cậu con trai giận dữ nói: "Bố ơi, sao bố lại nói dối con?" Người bố nhẹ nhàng nói: "Con ơi, bố không nói dối con, mà chỉ muốn nói với con rằng sau khi bước vào xã hội, tuổi trẻ năng động, con sẽ không tránh khỏi những lần vấp ngã như vậy. Và có vấp ngã đó, con mới trưởng thành hơn." Người cha tiếp tục dắt cậu con trai đi dọc theo bức tường một đoạn, thì dừng lại và nói với con: "Bây giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua lần nữa không?" Cậu con trai nói: "Không, con bị thương rồi, chân vẫn còn đau. Nếu nhảy, con sẽ lại rơi xuống mương." Người cha cười nói: "Lần trước thiếu thận trọng, lần này thiếu dũng khí. Trong cuộc sống, muốn thành công, không thể tránh khỏi vấp ngã. Và khi con không coi vấp ngã là thất bại nữa, thì thành công mới thực sự đến với con." Đúng vậy, vấp ngã là quy luật cuộc sống mà hầu như ai cũng hiểu. Nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua. Có người không bao giờ trưởng thành được, bởi lẽ họ luôn được sống trong sự che chở, bao bọc của gia đình, không bao giờ phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, khi gặp thất bại, họ lại sợ hãi lùi bước, bi quan. Họ đâu biết rằng, bản thân mình không có ý chí đã tự nhận lấy sự thất bại đáng xấu hổ nhất. Ý chí dù hời hợt đã là không tốt, nhưng phó mặc cho số phận, cho cuộc đời, không chịu nỗ lực còn đáng phê phán hơn. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Vấp ngã dường như là điều quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người. Ngay từ khi mới chập chững biết đi, bạn đã phải vấp ngã rất nhiều lần, thậm chí chảy cả máu chân tay, thì mới có được những bước đi, bước chạy vững vàng hơn. Rồi đến khi đi học, đi làm, càng về sau, bạn càng có nhiều vấp ngã trong công việc, học tập, rồi cả những chuyện tình cảm cá nhân. Thực sự, ban đầu, có những cảm xúc vô cùng đau buồn, thất vọng và chán nản. Bạn có cảm giác như là cả thế giới đang quay lưng lại với bạn mọi thứ và muốn chống đối với bạn. Khi sự kỳ vọng của bạn vào công việc đó, con người đó không được như ý muốn, lúc này thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho bạn. Sau quãng thời gian khó khăn ấy, về mặt cảm xúc, bạn cần phải vượt qua. Bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu giờ có gặp phải vấp ngã ấy, chắc chắn bạn sẽ có cách giải quyết thông minh
để không phải vấp ngã lần thứ hai trong cùng một vấn đề. Và cứ như vậy, sau mỗi lần vấp ngã, bạn lại đúc rút được cho mình một bài học kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Những bài học này vô cùng quý giá hơn nhiều những bài học lý thuyết. Nó giúp bạn hiểu được bản thân mình, hiểu được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, để con đường tiếp theo của mình sẽ làm tốt hơn. Thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Nếu ai hỏi tôi về thành công là gì, thì tôi sẽ trả lời rằng thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Thực tế đã chứng minh, không có ai thành công mà không phải đi qua nhiều lần thất bại và vấp ngã cả. Các doanh nhân càng thành đạt, thì họ lại càng phải trải qua nhiều thất bại hơn người thường. Đơn giản dễ hiểu hơn là khi bạn thất bại nhiều lần, bạn đúc rút được nhiều kinh nghiệm và bài học cho mình. Bạn sửa sai trong những lần tiếp theo, và cứ như thế, những cái sai của bạn dần dần được sửa, dần được hoàn thiện sau nhiều lần vấp ngã, cho đến khi bạn làm đúng và chạm đến mục tiêu của mình. Vậy nên, cứ sai đi khi cuộc đời cho phép, và hãy học cách nhận ra bài học để sửa sai trong những chặng đường tiếp theo. Và cũng đừng buồn chán hay là gục ngã khi bạn thất bại. Hãy cảm ơn nó, hãy yêu thương, vì nó chính là thành công của bạn sau này. Biết ơn vấp ngã giúp bạn sống tích cực hơn. Khi đã hiểu được những giá trị mà những thất bại và vấp ngã mang lại cho mình, bạn sẽ thay đổi được thái độ đối mặt với chúng. Thay vì cứ mãi đau khổ, chúng ta nên tích cực nhìn nhận, tìm ra giải pháp mới, sửa chữa lỗi sai thất bại. Nguyên tắc đầu tiên khi bạn giải quyết một vấn đề, đó chính là nhìn nhận chúng với một thái độ tích cực nhất có thể. Khi tâm trạng ổn định, bình tĩnh lại, thì bạn mới có những giải pháp và cách làm đúng đắn nhất. Rèn luyện được cách sống tích cực và lạc quan như thế này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy nên, chúng ta cần biết ơn những vấp ngã thất bại. Chính chúng giúp bạn có một cuộc sống lạc quan hơn. Thái độ tích cực tỏa ra từ lòng biết ơn thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn cho chúng ta. Nó giúp ta vượt qua những lúc tồi tệ nhất trong mỗi lần thất bại. Nó cũng giúp bạn học được nhiều điều bổ ích, giúp bạn trưởng thành hơn, thành công hơn trong tương lai. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại những vấp ngã khó khăn và thầm cảm ơn chúng vì đã giúp chúng ta có được như ngày hôm nay. Vấp ngã thất bại sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy ta có những bài học cần thiết cho cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Vấp ngã không phải là thất bại, mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân. Mọi nỗ lực của chúng ta và những vấp ngã ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tuổi trẻ nếu không có những lần vấp ngã, sao có thể trưởng thành? Tuổi trẻ nếu không có những chông chênh thì cuộc sống sẽ mãi bình lặng, đâu còn ý nghĩa gì. Thế nên, ta luôn phải mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Đừng vì những khó khăn nhỏ nhoi mà dừng bước. Và đừng bao giờ để những ước mơ khát vọng trong bạn dục tắt. Tục ngữ có câu, thất bại là mẹ thành công. Một mũi tên muốn lao đến đích trước khi về phía trước, thì nó phải kéo về phía sau lấy sức tiến lên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những lúc ta vấp ngã, sai lầm, thất bại là lúc chuẩn bị tinh thần, động lực về phía trước. Dấu hiệu duyên âm. Biết rồi bạn có thể hoàn toàn tránh được không? Thứ nhất, dấu hiệu duyên âm đi theo. Tính khí thất thường. Tính tình bỗng dưng nóng nảy, dù trước đó là người thông minh, nhanh nhẹn, nhưng nay hay có biểu hiện ngơ ngác, thơ thẩn, thậm chí là cấu gắt, đành hanh. Có nhiều sự thay đổi lạ lùng
theo chiều hướng xấu, như không làm chủ được suy nghĩ, nóng tính hay phản ứng quá đà về một vấn đề nào đó không phải do áp lực gia đình, công việc hay vấn đề khác nảy sinh. Trong người luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu, đứng ngồi không yên. Ngồi một mình trong bóng tối, ngại giao tiếp hay thấy buồn chán, không rõ nguyên nhân. Mặc dù đã đi khám bệnh lý về thần kinh nhưng không bị vấn đề gì. Nặng hơn nữa, đó là từng nghĩ về sự kết liễu cuộc đời, mặc dù có những chuyện không đáng phải tự tử. Có nhiều người cảm âm tốt, họ có thể cảm nhận được đang có người đi theo sau. Và khi đi đường hay bị che mắt dễ tai nạn, thậm chí đã có người bị tai nạn vì không nhìn thấy xe lao vào mình. Tình cảm long đong, người độc thân mãi không có ai quan tâm tới, nếu yêu cũng luôn trắc trở. Chuyện yêu đương khó thành, thường gặp nhiều sóng gió. Cảm giác yêu ai cũng chỉ được thời gian ngắn, rồi tự nhiên nảy sinh mâu thuẫn, rồi chia tay, với lý do rất nhỏ nhặt, không đáng. Nếu đã có gia đình thì thường xuyên tranh cãi, thậm chí hôn nhân tan dở, không hiểu nguyên nhân vì sao. Phụ nữ có duyên âm, dễ mắc những bệnh về đường phụ sản, khó có con, hoặc con sinh ra khó lành lặn, dễ bị duyên âm phá hư thai. Một trong những dấu hiệu nhận biết duyên âm đó là hôn nhân bất hạnh, dễ bị tình nhân hãm hại, là do nhân quả tiền kiếp gieo tạo. Giấc mơ bất thường, hay có giấc mơ gặp gỡ người lạ nhiều lần lặp đi lặp lại và không biết mặt họ như thế nào, không biết người đó là ai, nhưng lại có cảm giác thân quen. Hay tỉnh giấc về đêm, lúc tỉnh nhớ được từng tầng chi tiết trong giấc mơ với người đó. Khi ngủ thỉnh thoảng nghe những lời thì thầm, những câu nói mơ hồ bên tai như xúi giục một điều gì đó. Điều này khiến bạn thường xuyên trằn trọc mất ngủ và cảm thấy bất an. Thậm chí bạn đã có ý định tự tử vì nghe theo lời xúi giục trong giấc mơ. Hay bị bóng đè, có cảm giác có người nằm cạnh. Nhiều người còn cảm nhận rõ được đó là trai hay gái, thậm chí là có thể nhìn thấy cái bóng của họ khi bị bóng đè. Mơ thấy tai nạn, giết người chết đuối sông hồ, mơ thấy máu me và ngủ hay bị giật mình. Lúc tỉnh dậy thì cơ thể mệt mỏi, nặng trĩu hai vai, choáng váng đầu óc, buốt hai thái dương. Có những giấc mơ rất thật về sự gần gũi xác thịt với người âm. Phụ nữ thường xuyên gần gũi tiếp xúc với dương âm thời gian dài sẽ có hiện tượng chữa âm, sắc mặt tái nhợt, xung quanh mắt có quầng thâm đen. Họ cũng cảm giác ngén, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, bụng to ra, chậm kinh. Nhưng khi siêu âm thì không phát hiện ra thai nhi. Trong tình huống đúng 9 tháng 10 ngày sau khi chữa âm, thì phụ nữ này dương thọ linh khí sẽ đến lúc cạn kiệt, qua đời trở thành vợ của duyên âm. Đàn ông trong trường hợp tương tự cũng vậy, dương khí hao tổn, sắc mặt tái nhợt, thiếu sinh khí. Và khi âm hồn rút kiện dương khí của họ thì cũng chết để trở thành chồng của duyên âm. Cơ thể đau nhức mệt mỏi, ngủ ly bì, cảm thấy hay bị mệt mỏi, mỏi vai, mỏi cổ, đau đầu, không có sức sống. Nhưng dù đã đi khám bác sĩ cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân. Hay bị đau nhức một vị trí nào đó trên cơ thể vào ban đêm, thông thường từ 6 giờ tối trở đi, nhưng không phải do bệnh lý gây nên. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến cả tâm lý và chất lượng cuộc sống. Cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo khi nghe thấy kinh kệ, hoặc lạnh sống lưng khi đứng trước di ảnh của Phật Chúa. Người bạn sẽ có cảm giác đau nhức và mệt mỏi, không muốn làm việc gì cả. Tiếp đến, dấu hiệu nhận biết duyên âm đó là sẽ thường xuyên bị đau nhức các khớp xương nhưng không có cách nào chữa khỏi. Tuổi thọ giảm, sau khi hết dương thọ thì bị kéo xuống làm vợ chồng của người âm. Nhưng đừng vì những dấu hiệu duyên âm trên mà lo lắng bi quan. Hãy bình tâm lại để tránh tạo năng lượng xấu cho bản thân, rồi suy xét tìm thầy đủ tâm đức
đủ quyền phép, đủ sắc lệnh mới giải quyết được. Thứ hai là phân biệt duyên âm, dông theo và tiền duyên. Tiền duyên là tình duyên giữa người trần và người đã khuất từ những kiếp trước mà ta không còn nhớ đến, nhưng vẫn còn ảnh hưởng cho đến bây giờ. Hai người có tiền duyên là từ kiếp trước, cả hai có thể đã từng hẹn thề, hoặc nếu không thì tình cảm cũng đã từng rất sâu đậm, nhưng không có cơ hội thành đôi, nên sau khi mất, họ lưu luyến, không thể siêu thoát được, sẽ lang thang tìm bạn. Khi gặp được rồi, sẽ theo bạn. Duyên âm là tình duyên hiện tại giữa người trần và người đã mất. Có nghĩa là những người đã từng có tình cảm từ một hoặc hai phía mà ở hiện tại là một người âm, người còn lại là người dương. Duyên âm xảy ra với cả nam lẫn nữ, nhưng nữ giới yếu bóng vía nên sẽ bị nhiều hơn. Thông thường duyên âm chỉ xảy ra với một số trường hợp: chết yểu, chết bất đắc kỳ tử, tự tử, chết quan, mà vong linh không chấp nhận mình đã chết, cố bám lấy những ký ức trên đời. Vì thế, họ giữ nguyên tình cảm đó khi còn ở trên dương gian. Hay những người lúc còn sống có dục tính mạnh mẽ, khi qua đời họ vẫn luôn oán hận, ham muốn, thường hay tìm cách trở về cõi trần theo người họ có tình cảm hoặc một ai đó. Dông theo là những vong linh còn lưu luyến dương gian nên theo những người hợp vía để tồn tại. Những trường hợp này thường là những người chết yểu, chết quan. Họ không chấp nhận mình đã chết, vẫn muốn níu giữ ở lại dương gian với những ký ức khi còn sống. Nếu là người tốt, họ có thể giúp người, hoặc ngược lại, nếu có tâm địa xấu, họ sẽ sẵn sàng hại người. Duyên âm không phải lúc nào cũng là xấu, mà vẫn có cái tốt. Nếu dông theo bạn là người nhà, người đã khuất trong dòng họ của bạn, thường xuất hiện khoảng 9 đời, họ có thể đi theo để phù hộ, bảo vệ bạn khỏi những điều xấu. Thí dụ, bạn gặp người không tốt, họ sẽ ngăn cách tình cảm, không để bạn phải tổn thương. Thứ ba, nguyên nhân để bị mắc duyên âm. Theo Phật giáo, trong nhiều kiếp trước, có những người có tình cảm quá sâu nặng, nên đến khi qua đời, họ vẫn bám chấp, vẫn muốn tìm tới người xưa để kết duyên. Thế nhưng âm dương cách trở. Về nguyên nhân chủ quan, bằng tự dung dưỡng nhiều âm khí trong người từ những suy nghĩ tiêu cực trong thời gian dài, tạo nên năng lượng thấp, tự hạ rung độ tần số của chính mình. Điều này như lực hấp dẫn thu hút vong linh có cùng tần số sống. Bạn liên tục phát ra rung động, mong muốn có ai đó ở bên cạnh. Cảm giác cô đơn, hiu quạnh kéo dài. Nhưng vì năng lượng thấp nên sẽ thu hút người âm, năng lượng cao sẽ thu hút người dương. Những người yếu bóng vía, tai hay lạnh, huyết áp thấp thì cũng là một dạng dễ bị người âm hay theo. Những người này nên ăn uống đầy đủ, đừng để thiếu máu. Đồ ăn cho thêm một số gia vị thăng khí như là gừng, tỏi, xả, quế, hồi. Thức ăn có vị ngọt, mặn, cay nhẹ, hạn chế chua và đắng. Giữ cho tay chân ấm áp bằng cách sấy mái, sấy tóc cho ấm, massage lòng bàn tay, bàn chân thường xuyên. Về nguyên nhân khách quan, bạn từng có lời hẹn thề kiếp sau, hoặc gặp lại, hoặc mãi bên nhau. Thí dụ, trong một kiếp nào đó, hai người trao lời hẹn thề, nhưng bạn đi đầu thai trước, còn người kia vẫn đang ở cõi âm. Họ vẫn muốn tìm tới bạn, vẫn còn tình cảm nên muốn xua đuổi những người khác. Nhiều người do hẹn ước bị trói buộc nên không thể siêu thoát được, đành đeo bám lẩn quẩn bên vợ chồng tiền kiếp của mình, đòi giải thoát. Do đó, chớ vội buông ra lời thề thốt khi chưa hiểu nghiệp báo lời thề nhé. Tùy vào nhân duyên của cả hai từ nhiều đời trước nên sẽ tạo ra nhiều kiểu gặp lại khác nhau. Thí dụ, bạn vô tình gặp lại họ trên đường mà không biết, hay bạn thuê hay mua đúng ngôi nhà mà vong linh đang lẩn khuất ở đó. Hai vợ chồng hạnh phúc bỗng có một người không may qua đời. Người ấy lo lắng cho bạn, cho con cái, nên dù đã mất nhưng vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho bạn. Bạn vô tình đi ngang nghĩa trang hoặc đám tang,
nhìn vào di ảnh rồi khen họ, thì có khả năng vong linh này sẽ theo bạn. Cho nên đừng nói lung tung, mà hãy cúi đầu chúc cho người đó đi đường bình an, ra đi thanh thản, sớm siêu thoát. Do vô tình đi ngang chỗ ở của người đã khuất, vào những cung giờ linh thiêng, thông thường là từ 12 giờ trưa đứng bóng tới 6 giờ tối chạng vạng, hoặc 3 giờ sáng quỷ môn quan, làm cho họ cảm thấy thích bạn và bám víu theo. Thứ tư, có nên cắt duyên âm? Hầu như ai cũng có tiền duyên hay duyên âm, nên việc tránh hoàn toàn là điều không thể. Quan trọng là mức độ ảnh hưởng ít hay nhiều khác nhau ở mỗi người mà thôi. Nói chung, nếu sự việc bắt đầu mất kiểm soát khi duyên âm khiến cho cuộc sống bị đảo lộn, thì cũng không thể để yên được. Nếu không có biện pháp nào, thì cuộc sống của bạn xáo trộn mãi về sau, có thể phải sống một cuộc đời cô đơn lạnh lẽo. Mọi người thường nghĩ tới cách quá giải khi bị người âm theo, đó là cắt duyên âm. Nhưng hãy cẩn thận, việc ta còn nghiệp với ai đó là điều dễ hiểu. Chính người chồng, người vợ, anh em, họ hàng của chúng ta cũng là do nghiệp mà thành đấy thôi. Thế nên tìm cách cắt ngay mà chưa hiểu nguyên do là quá vội vàng. Việc cắt lại là đi trái ngược với quy luật vận hành của cuộc sống, thế nên ta cũng phải thật thận trọng. Hơn nữa, đừng vội nhờ thầy cắt khi chưa hiểu rõ nguyên nhân vấn đề, khi sự tình chưa được hóa giải, chỉ gia tăng oán giận đối với vong linh. Thực tế là ta chỉ còn cách tự mình tháo gỡ vấn đề trước đã. Giống như ta từng có khúc mắc với ai đó, nhưng khi hai người được thẳng thắn nói chuyện và sẽ hiểu vấn đề, giải tỏa căng thẳng, hiểu nhầm chẳng hạn, thì cả hai sẽ giải thoát cho nhau, không còn nặng lòng về nhau nữa. Lúc này thay vì nghĩ tới chuyện cắt duyên, bạn có thể nhờ ai đó có khả năng nói chuyện với vong linh để ta đối diện, trò chuyện chân thành với người đã khuất, tìm cách tháo gỡ vướng mắc để xem họ muốn gì, ta có thể đáp ứng tới đâu. Nếu là lỗi do ta, thì ta nên tìm cách sám lỗi, xin lỗi họ vì những gì đã làm trong quá khứ. Thường khi nhận thấy bạn có dấu hiệu hối cải ăn năn, thì dần dần hai người mới có thể tha thứ cho nhau. Nói là thế, nhưng vấn đề này không hề đơn giản. Âm dương vẫn có khoảng cách rõ rệt, không thể dễ dàng nói chuyện với nhau. Vì thế, thế giới này vận hành theo một cách nào đó rất khoa học hợp lý, nếu không mọi sự sẽ loạn hết. Chỉ một số người có thể nhìn thấy và trò chuyện với người âm mà chúng ta nói là nhà ngoại cảm. Việc cần làm là tìm đúng nhà ngoại cảm, không phải là kẻ mạo danh trục lợi. Nhờ người đó hỏi xem ta còn nợ gì người ấy và có cách nào để hóa giải nó. Thứ năm, cách hóa giải duyên âm: lễ cắt tiền duyên. Hầu hết chúng ta hay áp dụng cách thực hiện lễ cắt tiền duyên bằng việc nhờ các thầy cúng tế đốt hình nhân thế mạng, cho ít quần áo tiền vàng và lẩm nhẩm những câu thần chú nhằm xua đuổi người âm đi, mong để lại cho ta cuộc sống an ổn. Nếu là tình duyên kiếp trước yêu nhau, thích nhau mà không lấy được nhau, thì chỉ cần một lần lễ là được. Đại đa số các thầy biết và làm theo phương pháp này, nhưng thành công chỉ với tình duyên kiếp trước, còn với những vong linh dữ tợn mang theo nhiều thù hận thì không thay đổi được gì. Bắt nhốt và trừng phạt các vong: việc nhốt các vong không hề đơn giản, phải có thầy cao tay, nên thực tế có rất ít thầy làm được theo phương pháp này. Hơn nữa, nếu vong thoát được ra, chúng càng trở nên giận dữ, tàn ác hơn và có thể làm hại cả người từng bị vong theo lẫn cả thầy. Thậm chí nhiều trường hợp thầy nhốt vong này vào, nhưng do hợp vong nên khi ra đường vài ngày sau lại có vong khác theo, nên chẳng ích gì. Giải pháp này đôi khi lợi bất cập hại. Tìm được thầy làm theo phương pháp này rất hiếm, do vong theo là người chết đường chết chợ, lâu ngày thành tinh, chúng rất mưu mẹo, tìm mọi cách cản trở để thầy không làm lễ được. Đưa vong vào chùa làm lễ cầu siêu cho vong. Khi có dấu hiệu duyên âm, cách an toàn nhất đó là nhờ các thầy có tâm
giúp ta tìm cách đưa vong vào chùa để họ được vào đó nương tựa, được ăn uống đầy đủ, được nghe kinh giảng pháp. Theo thời gian, họ hiểu được chỉ có làm việc thiện mới được phúc, có cơ hội giải thoát đầu thai sang kiếp khác. Hiểu đúng về duyên âm để chúng ta tránh bị mê tín dị đoan. Ta biết rằng họ cũng chỉ là vong linh vô tội, đáng thương, nên giúp họ được vào chùa là điều nên làm nhất. Bạn không biết cách đưa vong vào chùa, nhưng họ lại thường xuyên đi theo bạn. Nên mỗi khi được ghé vào chùa, hãy xin cho các vong được nương tựa nơi cửa Phật tại đây. Biết đâu, các thần linh tại ngôi chùa đó cảm được tấm lòng giúp vong linh có nơi nương tựa. Cho nên, nếu có duyên đối với các quan gia trái chủ trong tiền kiếp, đừng quá sợ hãi mà làm bừa. Hiểu rằng, họ có thể trợ duyên cho chúng ta, hoặc cũng có thể cản trở chúng ta. Ai có duyên như thế, thì nên tu tập hành thiện để chuyển hóa oán nghiệp này. Lời Phật dạy: tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu: bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể theo thời gian có thể lành lại, nhưng vết thương từ lời nói có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy: tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng: dấu ít ngữ ngôn mạc vong thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần
mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không đọc, những thứ từ miệng tuôn ra mới đọc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản. Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời, muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ, không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra 2 con mắt để nhìn cho thấu, 2 tai để nghe cho hiểu, 2 chân để đi cho xa, 2 tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta 1 cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu, tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quý diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý, thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc,
có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói. Vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có ba chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau, bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, nguyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận, và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt đau lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà trả lại nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời,
có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền, càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu, hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời một nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu: lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là một câu lương thiện ấm 3 đông, một lời ác lạnh 6 tháng ròng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng có người khác lừa dối bạn.
bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng có bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, quả từ miệng mà ra. Phước quả tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước quả vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Lời Phật dạy, khi khó khăn, hãy nhớ kỹ, hiểu rồi khổ mấy cũng qua. Khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy. Khổ đau là người bạn chân thực, không giấu giếm, khoe khoang, không màu mè, kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta, phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình đang theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không. Hoạn nạn cũng vậy. Nó đã dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thực, còn đâu là chân giá trị của cuộc sống. Chỉ có ai trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp gió hiền. Tất nhiên không ai muốn mình bị đau khổ và luôn tìm mọi cách để tránh né chúng. Nhưng đôi lúc, chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại, để đánh giá cuộc sống của mình. Những người đạt đến đỉnh cao hạnh phúc trong đời sống là những người biết hướng tâm nhiều về tâm linh và thường không quan tâm nhiều đến vật dục. Mỗi ngày chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh lớn bên trong nội tâm. Đó là cuộc đấu tranh giữa thể xác và tâm linh. Thể xác là nơi phát sinh những đam mê, vật dục mà mình sinh ra đã có sẵn từ trong con người, hay mình đã tạo tác trong quá khứ. Đau khổ thường xảy ra khi vật dục không được đáp ứng thỏa đáng, và tâm linh thì cứ tiếp tục đòi hỏi thêm mãi, có nghĩa là thân và tâm không được hòa hợp bình an. Có một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú, không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói, ngài có thể có mọi thứ ngài muốn, thức ăn khoái lạc, mọi thứ giải trí. Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày
anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng có một ngày kia, anh đâm ra chán nản với tất cả mọi thứ và cho gọi người hầu đến và nói: "Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?" Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp: "Xin lỗi ngài, đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn theo yêu cầu của ngài. Không có việc gì làm ở đây cho ngài cả." Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn quát lớn: "Thật là hay chưa? Tôi chẳng thà xin vào địa ngục." Người hầu đáp nhẹ nhàng: "Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?" Theo như câu chuyện cho thấy, nếu sống ở đời mà không có khổ đau thì đời người thật là trống vắng và buồn chán. Điều đáng nói ở đây là tại sao đau khổ lại cần thiết trong đời sống? Đau khổ sẽ mang lại lợi ích gì mà mình cần đến nó? Nếu chúng ta tư duy cho kỹ, sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế, tức là sự thật về khổ, là một trong bốn sự thật, tức là tứ đế, trong bài giảng đầu tiên, chuyển Pháp Luân. Tại sao Đức Phật không khởi đầu bằng đạo, có nghĩa là sự thật về đạo? Nhớ lại lịch sử khi Đức Phật còn là Thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa một ai cả. Như lời ông Sa Nặc đã trả lời: "Hễ làm con người tức là phải có bệnh, có lão già, có tử. Không ai có thể tránh khỏi." Ngài lại càng ngạc nhiên thêm khi thấy hầu như ai cũng mặc nhiên chấp nhận sự thật này và không thể làm một cái gì đó để tránh né. Khổ đau là đầu mối khiến Thái tử Siddhartha ưu tư không dứt và là một trong những nguyên nhân khiến ngài quyết tâm cầu đạo giải thoát. Nếu tôi nhớ không lầm, thì trong một đoạn kinh văn có mô tả: sau khi Đức Phật giác ngộ, ngài bèn lên đường trở lại núi tuyết để giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như, như ngài đã hứa trước khi xuống núi. Trên đường, ngài có gặp một hành giả du già khổ hạnh. Vị hành giả này thấy Phật tướng hảo nhưng lại quá sạch sẽ, gọn gàng, trông không giống một vị du già sư, bèn hỏi: "Ngài là ai? Tu hạnh gì? Sao trông nhẹ nhàng tự tại vậy?" Đức Phật trả lời: "Ta là Phật, là bậc giác ngộ đã thấu rõ mọi lẽ sinh diệt của tất cả các pháp trên thế gian, nên không còn luân hồi sinh tử nữa." Vị du già sư nghe xong, quay lưng bỏ đi. Ông vừa đi vừa lắc đầu không tin, và trong đôi mắt có vẻ thương hại Phật, vì ông nghĩ rằng Phật đã mất trí nên mới dám xưng tụng mình như vậy. Câu chuyện cho chúng ta thấy, nếu Phật chỉ nói về sự giác ngộ của ngài thì có lẽ không ai có thể hiểu nổi được. Ngài nói cái gì? Cái mà chúng ta kinh nghiệm nhiều nhất đó là đau khổ. Và chính vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta cách nhìn thấy sự thật về đau khổ để tìm con đường diệt khổ. Sự thật mà nói, dù chúng ta đã trải nghiệm nhiều về đau khổ, nhưng phần nhiều, chúng ta chỉ biết sợ khổ và hầu như ít khi nào học được gì từ nhiều đau khổ. Bằng chứng là chúng ta luôn chạy theo vật dục để kiếm tìm hạnh phúc và cố tránh né càng nhiều càng tốt tất cả những gì mang lại khổ đau. Thậm chí mình phát tâm tu cũng là vì sợ khổ. Thế mà oải oăm thay, mình lại cứ đụng phải khổ đau hoài. Giống bão đời người chẳng chừa bất cứ ai, nhưng nỗi đau biểu hiện trong đôi mắt hay trên làn môi có thấm vào đâu so với nỗi đau chúng ta giấu kín tận đáy lòng. Trước nỗi đau tột cùng ấy, tâm chúng ta chợt bừng sáng, chỉ chúng ta thoát nhân đại ngộ, tìm được niềm an lạc tràn ngập trong tâm hồn. Mà trong kinh Đức Phật dạy: phiền não tức bồ đề. Con người
sinh ra hiện hữu trên cuộc đời này có hàng ngàn, hàng vạn nỗi đau khổ khác nhau, nhưng chung quy không ngoài hai thứ. Thứ nhất, đau khổ về tinh thần. Do hoàn cảnh bên ngoài tác động như làm ăn thất bại, người khác ganh tị, quấy nhiễu, chồng ngoại tình, con bất hiếu, ăn chơi trác táng, nghiện xì ke, hút chích, hay nghĩ tới những hiện tượng thiên nhiên như bão lụt, động đất, sóng thần mà băn khoăn, làm cho tinh thần người ta bất an, lo lắng, sợ hãi ngày đêm. Thứ hai là đau khổ thân thể. Bị bệnh tật hành hạ dày dò, bị đánh đập hay bị tai nạn khiến cho thân thể đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả những nỗi khổ ở cõi ta bà này ai cũng đếm trải qua. Nếu chúng ta không hiểu Phật Pháp, không biết tu tập thì than thân trách phận. Có người tìm đến cái chết, có người tìm cách báo thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình. Nhưng chúng ta càng oán hận thì vết thương lòng càng sâu, nào có ích gì. Còn chúng ta biết tu học, có thực hành theo lời Đức Phật dạy, làm chất liệu trong cuộc sống, hiểu rõ nhân quả báo ứng, chỉ tự trách mình, nên biết chuyển hóa nỗi đau khổ thành giải thoát an lạc ngay trong cuộc sống. Điều mà Đức Phật đã thuyết giảng suốt cuộc đời giáo hóa của Ngài. Lúc này, chúng ta như đóa sen thơm ngát, vươn lên từ bùn lầy nước động, nở hoa, tô thắm giữa cuộc đời. Thực ra, khổ đau không phải lúc nào cũng là tiêu cực, đáng chán, đáng sợ. Ngược lại, có nhiều lúc chúng ta cần có đau khổ để thức tỉnh bản thân. Như vậy, đau khổ là một vị thầy nhắc nhở chúng ta phải biết hồi đầu hướng thiện. Cho nên, trong hai câu đầu của 10 điều tâm niệm, Phật dạy, câu thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Phật dạy rằng, khi mình thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ trực tiếp, chúng ta ngay lập tức buông bỏ, cũng giống như khi mình cầm lên cái chảo sắt đang nóng bỏng, sẽ khiến mình rút tay lại. Khi chúng ta cảm thấy cái đau khổ cùng cực, mình sẽ muốn được giải thoát khỏi chúng ngay, vì mình học được từ tuệ giác nằm bên trong mỗi kinh nghiệm, đặc biệt là càng thống khổ thì tuệ giác càng sâu. Nhờ có chánh tri kiến, chúng ta thấy rằng ai cũng cần có khổ đau, vì khổ đau là một liều thuốc đắng giúp trị lành những căn bệnh bất trị. Chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là một cái gì thật đặc biệt. Ai cũng đã từng trải nghiệm khổ đau, bất kể kẻ sang người hèn. Cứ mỗi lần kinh nghiệm với khổ đau, chúng ta lại thấy được nhiều điều giá trị. Và nếu chúng ta biết dừng lại, quán chiếu những kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ tìm thấy tuệ giác ngay chính trong kinh nghiệm khổ đau đó. Do đó, khổ đau không còn là kẻ thù, mà có thể nói là một người bạn. Tuy khó tính, nhưng rất chân thực, mà ai cũng cần phải có để giúp mình tu tập chuyển hóa. Vì thế, chúng ta phải cảm ơn đau khổ. Nhờ đau khổ mà tâm của chúng ta rộng mở nhiều hơn, biết quan tâm, chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh và có cơ hội để chúng ta tu tập hạnh nhẫn nhục. Đau khổ là con đường mà ai cũng phải trải qua. Chỉ có khác nhau giữa kẻ mê và người ngộ. Mê thì trầm luân sanh tử, ngộ thì thấy được niết bàn giải thoát, an lạc. Đau khổ chướng ngại và sai lầm thực sự rất hữu ích đối với cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể học hỏi từ chúng rất nhiều, và nếu không có chúng, sẽ không có thành công. Khi bạn khó khăn và cố gắng để tìm ra hướng giải quyết, thì ngay lúc ấy, bạn sẽ khám phá ra năng lực và sức mạnh bên trong của bạn. Vì vậy, chỉ khi nào trải qua đau khổ, bạn mới có thể trưởng thành thực sự. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta mong đợi.
mà đó là một loạt những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Có khi bạn thành công, nhưng cũng lắm khi bạn thất bại. Có bao giờ bạn thầm cảm ơn những thất bại ấy, cho dù chúng đau đớn như thế nào đi nữa? Tôi tin chắc là có, vì chính những vấp ngã thất bại ấy đã giúp bạn trưởng thành được như ngày hôm nay. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành. Cầu dòng sau mưa mới là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất. Có một câu chuyện như thế này. Hôm trước khi con chuẩn bị tốt nghiệp đại học, người bố dắt con trai đến trước một bức tường và nói với con: "Giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua không?" Cậu con trai liếc vào bức tường và trả lời: "Không có vấn đề gì với một bức tường thấp như vậy." Kết quả là cậu con trai thực sự đã nhảy qua. Nhưng cậu không ngờ rằng bên kia bức tường lại còn có một cái mương sâu. Nên sau khi nhảy qua, cậu đã ngã xuống mương. Phải một lúc sau cậu mới chậm rãi đi ra. Cậu con trai giận dữ nói: "Bố ơi, sao bố lại nói dối con?" Người bố nhẹ nhàng nói: "Con ơi, bố không nói dối con, mà chỉ muốn nói với con rằng sau khi bước vào xã hội, tuổi trẻ năng động, con sẽ không tránh khỏi những lần vấp ngã như vậy. Và có vấp ngã đó con mới trưởng thành hơn." Người cha tiếp tục dắt cậu con trai đi dọc theo bức tường một đoạn thì dừng lại và nói với con: "Bây giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua lần nữa không?" Cậu con trai nói: "Không, con bị thương rồi, chân vẫn còn đau. Nếu nhảy, con sẽ lại rơi xuống mương." Người cha cười nói: "Lần trước thiếu thận trọng, lần này thiếu dũng khí. Trong cuộc sống muốn thành công, không thể tránh khỏi vấp ngã. Và khi con không coi vấp ngã là thất bại nữa thì thành công mới thực sự đến với con." Đúng vậy, vấp ngã là quy luật cuộc sống mà hầu như ai cũng hiểu. Nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua. Có người không bao giờ trưởng thành được, bởi lẽ họ luôn được sống trong sự che chở, bao bọc của gia đình, không bao giờ phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, khi gặp thất bại, họ lại sợ hãi lùi bước, bi quan. Họ đâu biết rằng, bản thân mình không có ý chí đã tự nhận lấy sự thất bại đáng xấu hổ nhất. Ý chí dù hơi hợt đã là không tốt, nhưng phó mặc cho số phận, cho cuộc đời, không chịu nỗ lực còn đáng phê phán hơn. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Vấp ngã dường như là điều quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người. Ngay từ khi mới chập chững biết đi, bạn đã phải vấp ngã rất nhiều lần, thậm chí chảy cả máu chân tay, thì mới có được những bước đi, bước chạy vững vàng hơn. Rồi đến khi đi học, đi làm, càng về sau, bạn càng có nhiều vấp ngã trong công việc, học tập, rồi cả những chuyện tình cảm cá nhân. Thực sự, ban đầu, có những cảm xúc vô cùng đau buồn, thất vọng và chán nản. Bạn có cảm giác như là cả thế giới đang quay lưng lại với bạn mọi thứ và muốn chống đối với bạn. Khi sự kỳ vọng của bạn vào công việc đó, con người đó không được như ý muốn, lúc này thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho bạn. Sau quãng thời gian khó khăn ấy, về mặt cảm xúc, bạn cần phải vượt qua. Bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu giờ có gặp phải vấp ngã ấy, chắc chắn bạn sẽ có cách giải quyết thông minh để không phải vấp ngã lần thứ hai trong cùng một vấn đề. Và cứ như vậy, sau mỗi lần vấp ngã, bạn lại đúc rút được cho mình một bài học kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Những bài học này vô cùng quý giá hơn nhiều những bài học lý thuyết. Nó giúp bạn hiểu được bản thân mình, hiểu được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, để con đường tiếp theo của mình sẽ làm tốt hơn. Thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Nếu ai hỏi tôi về thành công là gì, thì tôi sẽ trả lời rằng thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Thực tế đã chứng minh,
Không có ai thành công mà không phải đi qua nhiều lần thất bại và vấp ngã cả. Các doanh nhân càng thành đạt thì họ lại càng phải trải qua nhiều thất bại hơn người thường. Đơn giản dễ hiểu hơn là khi bạn thất bại nhiều lần, bạn đúc rút được nhiều kinh nghiệm và bài học cho mình. Bạn sửa sai trong những lần tiếp theo, và cứ như thế, những cái sai của bạn dần dần được sửa, dần được hoàn thiện sau nhiều lần vấp ngã, cho đến khi bạn làm đúng và chạm đến mục tiêu của mình. Vậy nên, cứ sai đi khi cuộc đời cho phép, và hãy học cách nhận ra bài học để sửa sai trong những chặng đường tiếp theo. Và cũng đừng buồn chán hay là gục ngã khi bạn thất bại. Hãy cảm ơn nó, hãy yêu thương, vì nó chính là thành công của bạn sau này. Biết ơn vấp ngã giúp bạn sống tích cực hơn. Khi đã hiểu được những giá trị mà những thất bại và vấp ngã mang lại cho mình, bạn sẽ thay đổi được thái độ đối mặt với chúng. Thay vì cứ mãi đau khổ, chúng ta nên tích cực nhìn nhận, tìm ra giải pháp mới, sửa chữa lỗi sai thất bại. Nguyên tắc đầu tiên khi bạn giải quyết một vấn đề đó chính là nhìn nhận chúng với một thái độ tích cực nhất có thể. Khi tâm trạng ổn định, bình tĩnh lại thì bạn mới có những giải pháp và cách làm đúng đắn nhất. Rèn luyện được cách sống tích cực và lạc quan như thế này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy nên, chúng ta cần biết ơn những vấp ngã thất bại. Chính chúng giúp bạn có một cuộc sống lạc quan hơn. Thái độ tích cực tỏa ra từ lòng biết ơn thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn cho chúng ta. Nó giúp ta vượt qua những lúc tồi tệ nhất trong mỗi lần thất bại. Nó cũng giúp bạn học được nhiều điều bổ ích, giúp bạn trưởng thành hơn, thành công hơn trong tương lai. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại những vấp ngã khó khăn và thầm cảm ơn chúng vì đã giúp chúng ta có được như ngày hôm nay. Vấp ngã thất bại sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy ta có những bài học cần thiết cho cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Vấp ngã không phải là thất bại, mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân. Mọi nỗ lực của chúng ta và những vấp ngã ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tuổi trẻ nếu không có những lần vấp ngã, sao có thể trưởng thành? Tuổi trẻ nếu không có những chông chênh thì cuộc sống sẽ mãi bình lặng, đâu còn ý nghĩa gì. Thế nên, ta luôn phải mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Đừng vì những khó khăn nhỏ nhoi mà dừng bước. Và đừng bao giờ để những ước mơ khát vọng trong bạn dục tắt. Tục ngữ có câu, thất bại là mẹ thành công. Một mũi tên muốn lao đến đích trước khi về phía trước, thì nó phải kéo về phía sau lấy sức tiến lên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những lúc ta vấp ngã, sai lầm, thất bại là lúc chuẩn bị tinh thần, động lực về phía trước. Dấu hiệu duyên âm. Biết rồi bạn có thể hoàn toàn tránh được không? Thứ nhất, dấu hiệu duyên âm đi theo. Tính khí thất thường. Tính tình bỗng dưng nóng nảy, dù trước đó là người thông minh, nhanh nhẹn, nhưng nay hay có biểu hiện ngơ ngác, thơ thẩn, thậm chí là cấu gắt, đành hanh. Có nhiều sự thay đổi lạ lùng theo chiều hướng xấu, như không làm chủ được suy nghĩ, nóng tính hay phản ứng quá đà về một vấn đề nào đó không phải do áp lực gia đình, công việc hay vấn đề khác nảy sinh. Trong người luôn cảm thấy bức rất khó chịu, đứng ngồi không yên. Ngồi một mình trong bóng tối, ngại giao tiếp hay thấy buồn chán, không rõ nguyên nhân. Mặc dù đã đi khám bệnh lý về thần kinh nhưng không bị vấn đề gì. Nặng hơn nữa, đó là từng nghĩ về sự kết liễu cuộc đời, mặc dù có những chuyện không đáng phải tự tử. Có nhiều người cảm âm tốt, họ có thể cảm nhận được đang có người đi theo sau,
Và khi đi đường hay bị che mắt dễ tai nạn, thậm chí đã có người bị tai nạn vì không nhìn thấy xe lao vào mình. Tình cảm long đong, người độc thân mãi không có ai quan tâm tới, nếu yêu cũng luôn trắc trở. Chuyện yêu đương khó thành, thường gặp nhiều sóng gió. Cảm giác yêu ai cũng chỉ được thời gian ngắn, rồi tự nhiên nảy sinh mâu thuẫn, rồi chia tay với lý do rất nhỏ nhặt, không đáng. Nếu đã có gia đình thì thường xuyên tranh cãi, thậm chí hôn nhân tan dở, không hiểu nguyên nhân vì sao. Phụ nữ có duyên âm, dễ mắc những bệnh về đường phụ sản, khó có con, hoặc con sinh ra khó lành lặn, dễ bị duyên âm phá hư thai. Một trong những dấu hiệu nhận biết duyên âm đó là hôn nhân bất hạnh, dễ bị tình nhân hãm hại, là do nhân quả tiền kiếp gieo tạo. Giấc mơ bất thường, hay có giấc mơ gặp gỡ người lạ nhiều lần lặp đi lặp lại và không biết mặt họ như thế nào, không biết người đó là ai, nhưng lại có cảm giác thân quen. Hay tỉnh giấc về đêm, lúc tỉnh nhớ được từng tầng chi tiết trong giấc mơ với người đó. Khi ngủ thỉnh thoảng nghe những lời thì thầm, những câu nói mơ hồ bên tai như xúi giục một điều gì đó. Điều này khiến bạn thường xuyên trằn trọc mất ngủ và cảm thấy bất an. Thậm chí bạn đã có ý định tự tử vì nghe theo lời xúi giục trong giấc mơ. Hay bị bóng đè, có cảm giác có người nằm cạnh. Nhiều người còn cảm nhận rõ được đó là trai hay gái, thậm chí là có thể nhìn thấy cái bóng của họ khi bị bóng đè. Mơ thấy tai nạn, giết người chết đuối sông hồ, mơ thấy máu me và ngủ hay bị giật mình. Lúc tỉnh dậy thì cơ thể mệt mỏi, nặng trĩu hai vai, choáng váng đầu óc, buốt hai thái dương. Có những giấc mơ rất thật về sự gần gũi xác thịt với người âm. Phụ nữ thường xuyên gần gũi tiếp xúc với dương âm thời gian dài sẽ có hiện tượng chữa âm, sắc mặt tái nhợt, xung quanh mắt có quầng thâm đen. Họ cũng cảm giác ngén, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, bụng to ra, chậm kinh, nhưng khi siêu âm thì không phát hiện ra thai nhi. Trong tình huống đúng 9 tháng 10 ngày sau khi chữa âm thì phụ nữ này dương thọ linh khí sẽ đến lúc cạn kiệt, qua đời trở thành vợ của duyên âm. Đàn ông trong trường hợp tương tự cũng vậy, dương khí hao tổn, sắc mặt tái nhợt, thiếu sinh khí, và khi âm hồn rút kiện dương khí của họ thì cũng chết để trở thành chồng của duyên âm. Cơ thể đau nhức mệt mỏi, ngủ ly bì, cảm thấy hay bị mệt mỏi, mỏi vai, mỏi cổ, đau đầu, không có sức sống, nhưng dù đã đi khám bác sĩ cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân. Hay bị đau nhức một vị trí nào đó trên cơ thể vào ban đêm, thông thường từ 6 giờ tối trở đi, nhưng không phải do bệnh lý gây nên. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến cả tâm lý và chất lượng cuộc sống. Cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo khi nghe thấy kinh kệ, hoặc lạnh sống lưng khi đứng trước di ảnh của Phật Chúa. Người bạn sẽ có cảm giác đau nhức và mệt mỏi, không muốn làm việc gì cả. Tiếp đến, dấu hiệu nhận biết duyên âm đó là sẽ thường xuyên bị đau nhức các khớp xương nhưng không có cách nào chữa khỏi. Tuổi thọ giảm, sau khi hết dương thọ thì bị kéo xuống làm vợ chồng của người âm. Nhưng đừng vì những dấu hiệu duyên âm trên mà lo lắng bi quan. Hãy bình tâm lại để tránh tạo năng lượng xấu cho bản thân, rồi suy xét tìm thầy đủ tâm đức, đủ quyền phép, đủ sắc lệnh mới giải quyết được. Thứ hai là phân biệt duyên âm, dông theo và tiền duyên. Tiền duyên là tình duyên giữa người trần và người đã khuất từ những kiếp trước mà ta không còn nhớ đến nhưng vẫn còn ảnh hưởng cho đến bây giờ. Hai người có tiền duyên là từ kiếp trước, cả hai có thể đã từng hẹn thề, hoặc nếu không thì tình cảm cũng đã từng rất sâu đậm, nhưng không có cơ hội thành đôi, nên sau khi mất, họ lưu luyến, không thể siêu thoát được, sẽ lang thang tìm bạn. Khi gặp được rồi, sẽ theo bạn. Duyên âm là tình duyên hiện tại giữa người trần
và người đã mất. Có nghĩa là những người đã từng có tình cảm từ một hoặc hai phía mà ở hiện tại là một người âm, người còn lại là người dương. Duyên âm xảy ra với cả nam lẫn nữ, nhưng nữ giới yếu bóng vía nên sẽ bị nhiều hơn. Thông thường duyên âm chỉ xảy ra với một số trường hợp: chết yểu, chết bất đắc kỳ tử, tự tử, chết quan, mà vong linh không chấp nhận mình đã chết, cố bám lấy những ký ức trên đời. Vì thế họ giữ nguyên tình cảm đó khi còn ở trên dương gian. Hay những người lúc còn sống có dục tính mạnh mẽ, khi qua đời họ vẫn luôn oán hận, ham muốn, thường hay tìm cách trở về cõi trần theo người họ có tình cảm hoặc một ai đó. Dâm theo là những vong linh còn lưu luyến dương gian nên theo những người hợp vía để tồn tại. Những trường hợp này thường là những người chết yểu, chết quan. Họ không chấp nhận mình đã chết, vẫn muốn níu giữ ở lại dương gian với những ký ức khi còn sống. Nếu là người tốt, họ có thể giúp người, hoặc ngược lại, nếu có tâm địa xấu, họ sẽ sẵn sàng hại người. Duyên âm không phải lúc nào cũng là xấu, mà vẫn có cái tốt. Nếu vong theo bạn là người nhà, người đã khuất trong dòng họ của bạn, thường xuất hiện khoảng 9 đời, họ có thể đi theo để phù hộ, bảo vệ bạn khỏi những điều xấu. Thí dụ, bạn gặp người không tốt, họ sẽ ngăn cách tình cảm, không để bạn phải tổn thương. Thứ ba, nguyên nhân để bị mắc duyên âm. Theo Phật giáo, trong nhiều kiếp trước, có những người có tình cảm quá sâu nặng, nên đến khi qua đời, họ vẫn bám chấp, vẫn muốn tìm tới người xưa để kết duyên. Thế nhưng âm dương cách trở. Về nguyên nhân chủ quan, bằng tự dung dưỡng nhiều âm khí trong người từ những suy nghĩ tiêu cực trong thời gian dài, tạo nên năng lượng thấp, tự hạ rung độ tần số của chính mình. Điều này như lực hấp dẫn thu hút vong linh có cùng tần số sống. Bạn liên tục phát ra rung động, mong muốn có ai đó ở bên cạnh. Cảm giác cô đơn, hiu quạnh kéo dài. Nhưng vì năng lượng thấp nên sẽ thu hút người âm, năng lượng cao sẽ thu hút người dương. Những người yếu bóng vía, tai hay lạnh, huyết áp thấp thì cũng là một dạng dễ bị người âm hay theo. Những người này nên ăn uống đầy đủ, đừng để thiếu máu. Đồ ăn cho thêm một số gia vị thăng khí như là gừng, tỏi, xả, quế, hồi. Thức ăn có vị ngọt, mặn, cay nhẹ, hạn chế chua và đắng. Giữ cho tay chân ấm áp bằng cách sấy mái, sấy tóc cho ấm, massage lòng bàn tay, bàn chân thường xuyên. Về nguyên nhân khách quan, bạn từng có lời hẹn thề kiếp sau hoặc gặp lại hoặc mãi bên nhau. Thí dụ, trong một kiếp nào đó, hai người trao lời hẹn thề, nhưng bạn đi đầu thai trước, còn người kia vẫn đang ở cõi âm. Họ vẫn muốn tìm tới bạn, vẫn còn tình cảm nên muốn xua đuổi những người khác. Nhiều người do hẹn ước bị trói buộc nên không thể siêu thoát được, đành đeo bám lẩn quẩn bên vợ chồng tiền kiếp của mình, đòi giải thoát. Do đó, chớ vội buông ra lời thề thốt khi chưa hiểu nghiệp báo lời thề nhé. Tùy vào nhân duyên của cả hai từ nhiều đời trước nên sẽ tạo ra nhiều kiểu gặp lại khác nhau. Thí dụ, bạn vô tình gặp lại họ trên đường mà không biết, hay bạn thuê hay mua đúng ngôi nhà mà vong linh đang lẩn khuất ở đó. Hai vợ chồng hạnh phúc bỗng có một người không may qua đời. Người ấy lo lắng cho bạn, cho con cái, nên dù đã mất nhưng vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho bạn. Bạn vô tình đi ngang nghĩa trang hoặc đám tang, nhìn vào di ảnh rồi khen họ, thì có khả năng vong linh này sẽ theo bạn. Cho nên đừng nói lung tung, mà hãy cúi đầu chúc cho người đó đi đường bình an, ra đi thanh thản, sớm siêu thoát. Do vô tình đi ngang chỗ ở của người đã khuất vào những cung giờ linh thiêng, thông thường là từ 12 giờ trưa đứng bóng tới 6 giờ tối chạng vạng hoặc 3 giờ sáng quỷ môn quan, làm cho họ cảm thấy thích bạn và bám víu theo. Thứ tư, có nên cắt duyên âm? Hầu như ai cũng có tiền duyên hay duyên âm, nên việc tránh hoàn toàn là điều không thể. Quan trọng là mức độ ảnh hưởng ít hay nhiều
khác nhau ở mỗi người mà thôi. Nói chung, nếu sự việc bắt đầu mất kiểm soát, khi duyên âm khiến cho cuộc sống bị đảo lộn, thì cũng không thể để yên được. Nếu không có biện pháp nào, thì cuộc sống của bạn xáo trộn mãi về sau, có thể phải sống một cuộc đời cô đơn, lạnh lẽo. Mọi người thường nghĩ tới cách quá giải khi bị người âm theo, đó là cắt duyên âm. Nhưng hãy cẩn thận. Việc ta còn nghiệp với ai đó là điều dễ hiểu. Chính người chồng, người vợ, anh em, họ hàng của chúng ta cũng là do nghiệp mà thành đấy thôi. Thế nên, tìm cách cắt ngay mà chưa hiểu nguyên do là quá vội vàng. Việc cắt lại đi trái ngược với quy luật vận hành của cuộc sống. Thế nên, ta cũng phải thật thận trọng. Hơn nữa, đừng vội nhờ thầy cắt khi chưa hiểu rõ nguyên nhân vấn đề. Khi sự tình chưa được quá giải, chỉ gia tăng oán giận đối với vong linh. Thực tế là ta chỉ còn cách tự mình tháo gỡ vấn đề trước đã. Giống như ta từng có khúc mắc với ai đó, nhưng khi hai người được thẳng thắn nói chuyện và sẽ hiểu vấn đề, giải tỏa căng thẳng, hiểu nhầm chẳng hạn, thì cả hai sẽ giải thoát cho nhau, không còn nặng lòng về nhau nữa. Lúc này thay vì nghĩ tới chuyện cắt duyên, bạn có thể nhờ ai đó có khả năng nói chuyện với vong linh để ta đối diện, trò chuyện chân thành với người đã khuất, tìm cách tháo gỡ vướng mắc để xem họ muốn gì, ta có thể đáp ứng tới đâu. Nếu là lỗi do ta, thì ta nên tìm cách sám lỗi. Xin lỗi họ vì những gì đã làm trong quá khứ. Thường khi nhận thấy bạn có dấu hiệu hối cải ăn năn, thì dần dần hai người mới có thể tha thứ cho nhau. Nói là thế, nhưng vấn đề này không hề đơn giản. Âm dương vẫn có khoảng cách rõ rệt, không thể dễ dàng nói chuyện với nhau. Vì thế, thế giới này vận hành theo một cách nào đó rất khoa học hợp lý, nếu không mọi sự sẽ loạn hết. Chỉ một số người có thể nhìn thấy và trò chuyện với người âm mà chúng ta nói là nhà ngoại cảm. Việc cần làm là tìm đúng nhà ngoại cảm, không phải là kẻ mạo danh trục lợi. Nhờ người đó hỏi xem ta còn nợ gì người ấy và có cách nào để quá giải nó. Thứ năm, cách quá giải duyên âm. Lễ cắt tiền duyên. Hầu hết chúng ta hay áp dụng cách thực hiện lễ cắt tiền duyên bằng việc nhờ các thầy cúng tế đốt hình nhân thế mạng, cho ít quần áo tiền vàng và lẩm nhẩm những câu thần chú nhằm xua đuổi người âm đi, mong để lại cho ta cuộc sống an ổn. Nếu là tình duyên kiếp trước yêu nhau, thích nhau mà không lấy được nhau, thì chỉ cần một lần lễ là được. Đại đa số các thầy biết và làm theo phương pháp này. Nhưng thành công chỉ với tình duyên kiếp trước, còn với những vong linh dữ tợn mang theo nhiều thù hận thì không thay đổi được gì. Bắt nhốt và trừng phạt các vong. Việc nhốt các vong không hề đơn giản. Phải có thầy tao tay, nên thực tế có rất ít thầy làm được theo phương pháp này. Hơn nữa, nếu vong thoát được ra, chúng càng trở nên giận dữ, tàn ác hơn và có thể làm hại cả người từng bị vong theo lẫn cả thầy. Thậm chí nhiều trường hợp thầy nhốt vong này vào, nhưng do hợp vong nên khi ra đường vài ngày sau lại có vong khác theo, nên chẳng ích gì. Giải pháp này đôi khi lợi bất cập hại. Tìm được thầy làm theo phương pháp này rất hiếm. Do vong theo là người chết đường chết chợ, lâu ngày thành tinh, chúng rất mưu mẹo, tìm mọi cách cản trở để thầy không làm lễ được. Đưa vong vào chùa làm lễ cầu siêu cho vong. Khi có dấu hiệu duyên âm, cách an toàn nhất đó là nhờ các thầy có tâm giúp ta tìm cách đưa vong vào chùa để họ được vào đó nương tựa, được ăn uống đầy đủ, được nghe kinh giảng pháp. Theo thời gian, họ hiểu được chỉ có làm việc thiện mới được phúc, có cơ hội giải thoát đầu thai sang kiếp khác. Hiểu đúng về duyên âm để chúng ta tránh bị mê tín dị đoan. Ta biết rằng họ cũng chỉ là vong linh vô tội, đáng thương, nên giúp họ được vào chùa là điều nên làm nhất. Bạn không biết cách đưa vong vào chùa, nhưng họ lại thường xuyên đi theo bạn, nên mỗi khi được ghé vào chùa, hãy xin cho các vong được nương tựa nơi cửa Phật tại đây. Biết đâu, các thần linh tại ngôi chùa đó
cảm được tấm lòng giúp vong linh có nơi nương tựa. Cho nên, nếu có duyên đối với các quan gia trái chủ trong tiền kiếp, đừng quá sợ hãi mà làm bừa. Hiểu rằng, họ có thể trợ duyên cho chúng ta, hoặc cũng có thể cản trở chúng ta. Ai có duyên như thế, thì nên tu tập hành thiện để chuyển hóa oán nghiệp này. Lời Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể, theo thời gian, có thể lành lại. Nhưng vết thương từ lời nói, có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình, mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, dấu ít ngữ, ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có,
là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không đọc, những thứ từ miệng tuôn ra mới đọc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ, không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra 2 con mắt để nhìn cho thấu, 2 tai để nghe cho hiểu, 2 chân để đi cho xa, 2 tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta 1 cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu, tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý, thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong 4 điều bất thiện thuộc về lời nói. Giọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu,
nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên: chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói: nơi thân thể chúng ta có ba chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp: một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau, bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, nguyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, đau lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà trả lại nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói: lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền, càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy nói dối chia làm 4 loại: nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều,
nói lời thiêu dệt. Đây là bốn loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu, hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta, tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta. Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này, bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu: lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian, còn nói xấu